Chương 1731, cuộc chiến tự sát. Thì ra Xuân Ba vẫn biết, ta vốn cũng từng biết, chỉ tiếc ta lại quên mất. Quên không còn một chút nào. May mắn mà hiện giờ ta lại nhớ được. Tuy đã muộn nhưng cuối cùng vẫn có thể nhớ ra. Nếu có kiếp sau, sai lầm ngu xuẩn như vậy tuyệt không thể tái phạm. Chư vị lão huynh đệ, nếu ai có thể sống sót mà gặp được phụ thân chúng ta, thay ta dập đầu, cũng thay Xuân Ba dập đầu. Như vậy Tiêu Thần Vũ mới có thể bớt một chút hối hận trong lòng. Tiêu Thần Vũ hét lớn một tiếng, "Các huynh đệ, theo ta, tử chiến đi." "Tử chiến, giết, báo thù." Giết một người hòa vốn, giết hai người có lời. "Ha ha, đây chính là chấp pháp giả, bình người ngay cả nhìn cũng không dám." "Không nghĩ tới hôm nay lão tử lại có cơ hội tự tay giết chết, nhất định phải giết vài tên cho đã." Vô số tiếng cười như điên, hoặc là bi thương, hoặc là bi tráng. Hơn 10 vạn hán tử giang hồ bám theo phía sau Tiêu Thần Vũ, giống như một mũi lợi tiễn khổng lồ nhắm thẳng độ ngũ chấp pháp giả đối diện mà bắn tới. Giết! Song phương cùng điên cuồng gầm lên một tiếng, khắp thiên địa đều phải chấn động. Tiếp đó, song phương liền giống như hai viên lưu tinh hung hãn húc vào nhau, ầm ầm nổ lớn. Đây chỉ là đợt trùng kích thứ nhất, nhưng đã huyết nhục đầy trời. Đại chiến bắt đầu rồi. Chúng ta cùng đi xem. Mặc dù là là ngữ khí thương lượng, nhưng đệ ngũ khinh nhu đã đứng lên, từ trong khách sạn đi ra. Hộ pháp cho đám người sở dương tuy rất quan trọng, nhưng trận chiến này đệ ngũ khinh nhu cũng không muốn bỏ qua càng không thể bỏ qua nếu như không có đệ ngũ khinh nhu tọa trấn chỉ sợ liên quân thế gia bên này sẽ sớm sụp đổ mất lăng mộ dương nói ngươi an tâm đi đi ta phụ trách lưu thủ hộ pháp chỗ này tuyệt sẽ không cho bất luận kẻ nào có cơ hội quấy dày bọn họ đệ ngũ khinh nhu nói được mạc thiên cơ không thể đi được ta phải tới trận tiền xem một chút chờ bọn sở dương đi ra hỏi tình huống ra sao ta cũng có thể nói rõ ràng nói xong liền tiêu sái mỉm cười, cất bước rời đi. Hàn Tuyết, ngươi dẫn theo mấy người, hộ tống đệ ngũ gia chủ tới tưởng thành. Nhớ kỹ, tuyệt đối không để hắn gặp bất cứ nguy cơ nào. Đây chính là mục tiêu quan trọng nhất. Lăng Mộ Dương lập tức hạ lệnh. Chuyện được copy tại Lăng Hàn Tuyết vâng một tiếng, lập tức xuất động, dẫn theo hơn 10 vị cao thủ lăng ra, cấp tốc bay đi. Nguyệt Linh Tuyết lặng lẽ nhìn ra, nhìn bóng lưng mọi người, trên mặt lộ ra ý khen ngợi từ đáy lòng, đệ ngũ khinh nhu này cũng không tệ lắm, lăng mộ dương gật đầu nói đúng vậy khiến người ta cảm thấy thuận mắt nhất chính là hắn luôn biết ở thời điểm nào thì nên ứng đối ra sao vĩnh viễn biết được vị trí của hắn nên ở đâu thức thời biết tiến thối thật là hiếm thấy nguyệt linh tuyết cười ha ha không sai đáng quý nhất chính là hắn phi thường hiểu rõ vị trí của mình có cử kiếp kiếm chủ và cử kiếp trí nang hay không có cử kiếp kiếm chủ và cử kiếp trí nang vị trí của hắn không giống nhau là địch hay là bạn cũng là đại bất đồng nhưng hắn thủy chung vẫn rất tỉnh táo. Đây là điểm khó có được. Lăng Mộ Dương chớp mắt mấy cái, nói, Nguyệt Tôn giả coi trọng người này như thế, chẳng lẽ? Nguyệt Linh Tuyết lắc đầu, bật cười, cái này bây giờ nói cũng chẳng để làm gì. Trước mắt ma kiếp họa thế, thắng bại chưa biết, tồn vong khó liệu, có nghĩ nhiều hơn cũng là hư vọng mà thôi. Hai người cùng cất tiếng cười lớn. Giờ phút này, trên chiến trường, đang đại chiến. Trong cơn mưa càng lúc càng lớn, tiêu thần vũ sung phong đi đầu, trường kiếm như gió, gầm thét xông vào giữa trận địch. Kiếm quang chớp động không ngừng nghỉ. Ở xung quanh người hắn, ít nhất mấy trăm người đồng loạt đổ dạp xuống tựa như cắt cỏ, trước sau bất quá chỉ mấy cái nháy mắt thời gian mà thôi. Trái trưởng phải kiếm, mạnh mẽ dị thường. Theo kiếm quang chớp động, tay trái mạnh mẽ khô một vòng trên không trung. Màn mưa giữa không trong lập tức có một khoảng lớn đột nhiên cứng lại, tiếp đó, vô số hạt mưa theo trưởng phong của hắn, tựa như lê hoa bạo vũ, phốc 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 bắn ra ngoài, dưới một trưởng mang theo kinh lực hùng hậu thôi động, những hạt mưa giống như đột nhiên biến thành sắt thép, uy thế kinh người, một khi đâm vào thân thể, tuyệt đối sẽ lưu lại vô số lỗ máu. Một trưởng vừa xuất, ngàn vạn hạt mưa cùng bay ra. Trong nháy mắt, phía trước lại có hơn 200 người cùng hét thảm rồi gục xuống. Gần như thân thể mỗi người đều thủng như cái sàng, tia máu phun loạn không ngừng. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ, tiếng chửi rủa không ngừng vang lên. Tiêu thần vũ cười ha ha, lại đánh ra một trưởng, tiếng kêu thảm thiết nháy mắt đã trở nên đinh tai nhức óc. Hơn nữa nếu bị hạt mưa bắn trúng, nạn nhân phần lớn chỉ trọng thương chứ không chết, lăn lộn đau đớn trên mặt đất, lại không biết là bị đồng bọn hay là địch nhân đạp liên tọi lên người, tiếng kêu thảm thiết đương nhiên lại càng thê lương hơn mấy phần. Với tu vi trí tôn cửu phẩm của Tiêu Thần Vũ, vận đủ công lực, lợi dụng nước mưa để đối phó những người trước mặt, thậm chí là đại bộ phận võ sĩ không phải trí tôn, quả thực là thế như trẻ tre, không gì cản nổi một mình tả sung hữu đột, thế không thể đỡ, không khác gì hồ lạc bầy dê. Đi theo phía sau hắn là mấy trăm cao thủ còn sót lại của tiêu gia, còn có rất nhiều võ nhân giang hồ trong trung đô thành, nhìn thấy tình huống như vậy không khỏi tinh thần đại chấn, ngao ngao gào thét sông tới. Bên tiêu thần vũ kia, lần này tới bao nhiêu người? Pháp Tôn cùng Bình Tiêu Vân ngồi đối diện nhau, ở giữa bày một bàn cờ. Trên đầu là một cái ô thật lớn. Nước mưa rơi phốc phốc lên tán ô, bắn lên vô số bụi nước, tiếp đó lại bị nước mưa cuốn mất. Sắc mặt Bình Tiêu Vân đối diện hết sức khó coi, trắng bệch không còn chút huyết sắc, im lặng không nói một lời, chỉ hạ cờ tựa như một cái máy. Đáp lại, lại là một vị trí Tôn Bát phẩm ở bên cạnh đang chăm chú quan sát chiến trường. Người này nói cực nhanh, nhưng cũng vô cùng trật tự rõ ràng, "Pháp Tôn đại nhân, Tiêu Thần Vũ lần này xuất động nhân số tổng cộng 16 vạn 3400 người." "Ồ, không đúng." Đằng sau lại lao tới một đạo binh lực tiếp ứng nhân số còn đông hơn, trước mắt tổng binh lực hai đạo nhân mã này đã vượt qua 40 vạn. Đợt viện binh mới kéo tới này là dạ trầm trầm, lo lắng tiêu thần vũ cường thế xuất kích như vậy sẽ chịu thua thiệt, phái ra một vị trí tôn cửu phẩm trong gia tộc, tập hợp một lượng lớn hảo thủ giang hồ ở cửa bắc, chạy tới tiếp ứng. Binh lực chia cho tiêu thần vũ lần trước vốn đã đạt tới 50 vạn. Nhưng lúc tiêu thần vũ dẫn đầu sông lên, mấy trăm người phía sau không hiểu sao lại đột nhiên dừng lại. Bọn họ vừa dừng lại, những người phái sau càng không hiểu ra làm sao, dừng lại theo. Xuất hiện một điểm đứt đoạn như thế, khiến cho đợt binh lực đầu tiên xuất kích cùng Tiêu Thần Vũ cũng chỉ có 10 vạn mà thôi. Dạ trầm trầm, nhìn thấy cảnh này liền giận tím mặt, lập tức phân công nhân thủ, chém chết mấy trăm kẻ đột nhiên dừng lại không tiến kia, sau đó lại phái cao thủ dẫn những người còn lại xông ra ngoài. Chỉ là đội ngũ được gọi là viện quân này cũng loạn như cào cào, không có một điểm kết cấu nào. Một đường xuất kích, không ngờ liên tục có người bỏ trốn, thế là một đường chảm sát đợi đến khi vượt qua khoảng cách 50 dặm, vò tới trận địa song phương đang giao chiến, còn chưa gặp được địch nhân nào, chỉ riêng chém chết đào binh, ước chừng đã lên tới mấy ngàn, thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất, trên tường thành, sắc mặt tất cả mọi người đều khó coi gần chết. Cuộc chiến này chẳng hững không lạc quan, mà quả thực là không cách nào đánh tiếp nữa rồi, tiêu thần vũ cường thế xuất kích, lấy được lợi thế nhất thời, tuy gia tăng sĩ khí. Nhưng sự kiện binh lực đứt gãy phía sau lại khiến nhược điểm bên ta hoàn toàn bại lộ. Còn chưa khai chiến, chém đầu người nhà đã lên tới mấy trăm. Đây còn là đang thuận buồm xuôi gió, một khi bất lợi, còn không lập tức binh bại núi đổ. Một vầng bạch quang chớp động, một cỗ khí tức lạnh như băng phía sau truyền tới. Không cần quay đầu lại, đám người dạ trầm trầm đã biết người lăn ra tới rồi. Cũng chỉ có người của lăng gia mới mang theo hàn khí như vậy. Ngoài ra, đệ ngũ khinh nhu cũng chạy tới. Phương xa, nhân thủ của đệ ngũ gia tộc đang đội mưa lao tới. Vừa thấy chiến cuộc song phương, sắc mặt đệ ngũ khinh nhu liền vô cùng khó coi đều là một đám ô hợp. Đệ Ngũ Khinh Nhu liên tục thở dài, tấn công không có một chút kết cấu như vậy, cho dù nhân số đông gấp mấy lần đối phương thì có tác dụng gì. Hai bên đội Ngũ Quân Cứu viện đã phơi thay một đám, mấy ngàn người chết oan chết uổng, trong khi đội Ngũ đến một chiêu còn chưa xuất, ngay cả bóng dáng địch nhân cũng chưa nhìn thấy. Bên đối diện thì ngược lại, đội Ngũ phe chấp pháp giả tuy không thể nói là kỷ luật nghiêm minh, huấn luyện nghiêm khắc gì, nhưng ít nhất cũng có kỷ luật nhất định, cái này cũng gọi là đánh giặc, căn bản là đi tự sát nếu như đệ ngũ khinh nhu là chỉ huy của phe chấp pháp giả tuyệt đối nắm chắc dùng thế yếu binh lực ít hơn gấp 3 lần tiêu diệt hoàn toàn đám ô hợp này một cách hoàn mỹ thậm chí còn có thể không xuất hiện thương vong lớn thu lấy chiến quả huy hoang pháp tôn đại nhân binh lực đối phương không dưới 40 vạn người mà chúng ta bên này lại chỉ có 16 vạn người ứng chiến chênh lệch quá xa có nên tăng viện không trên trán vị trí tôn bát phẩm kia đã đổ ra mồ hôi nếu như quả thật cứ đánh tiếp Pháp Tôn lại không cho phép có người chỉ huy tác chiến, chỉ dựa vào trực giác cá nhân của mọi người để chiến đấu, hơn nữa quân số còn thua xa đối phương như vậy. Cho dù đối phương có chết nhiều người hơn mình, nhưng đó cũng là một tổn thất lớn a. À, người nói cũng có đạo lý. Vậy tiếp viện thêm 24 vạn người đi, để bọn họ công bằng quyết chiến một trận, xem thắng lợi cuối cùng thuộc về ai. Pháp Tôn không thèm ngẩng đầu lên, nói, vậy trận chiến này do ai chỉ huy? Vị trí Tôn Bát phẩm kia khó xử hỏi, chỉ huy tại sao phải chỉ huy? Sắc mặt pháp tôn trầm xuống, lạnh lẽo nói, đối phương còn không có chỉ huy, chẳng lẽ chấp pháp giả chúng ta lại cần chỉ huy chó má gì sao? À, cái này, vị trí tôn bát phẩm kia ngạc nhiên. Sau này các ngươi chấp pháp giang hồ, tê dên cơ bản đều là hành động đơn độc. Cho dù có phối hợp, nhiều nhất cũng chỉ là mười mấy người liên thủ tác chiến. Chẳng lẽ mỗi lần chúng ta làm việc, đều phải phân công quân sư chỉ huy sao? Pháp tôn thản nhiên nói, điểm mạnh của chấp pháp giả chính là năng lực tác chiến của từng binh sĩ. Nếu điểm này còn không giữ được, vậy sau này lấy gì ra để chấp pháp thiên hạ? Chương 1732, chết thì chết ở nơi này. Nhưng mà, không nhưng nhị gì hết. Người sống sót cuối cùng sau trận chiến này, sẽ trở thành lực lượng trung kiên trong hàng ngũ chấp pháp giả, một mình đảm đương một phương. Về phần những người đã chết, đương nhiên chính là đào thải. Không cần nhiều lời nữa. Pháp tôn hạ quyết định. Luận điệu pháp tôn như đúng như sai, trong lời pháp tôn nói đương nhiên rất có đạo lý nhưng nó chỉ thích hợp với chấp pháp giả lúc bình thường chứ tuyệt không phải tình huống trước mắt tình thế trước mắt không phải là giang hồ ẩu đả bình thường mà là hai quân đối đầu hoàn toàn bất đồng trên ý nghĩa bởi vì người của song phương tham chiến hiện tại đều là quân đội đặc biệt do rất nhiều võ giả tạo thành quân đội như vậy kỳ thật lại càng cần một người chỉ huy cơ chí võ giả xuất sắc hơn binh lính bình thường nhiều bọn hắn có tinh lực võ lực sức chiến đấu mạnh mẽ hơn xa thường nhân thậm chí là sinh bệnh lực cường đại không dễ dàng mất mạng nhưng cường đại hơn so với binh lính bình thường khiến bọn hắn lại càng kiêu ngạo bất tuân không tuân theo thượng cấp chỉ hủy đây chính là tối kỵ của binh gia binh lính không nghe quân lệnh cũng chỉ là một lũ ô hợp nếu thuận buồm xuôi gió còn miễn cưỡng đánh được nhưng một khi bất lợi hở ra một cái là binh bại núi đổ liên quân thế gian bên kia như thế chấp pháp giả bên này tuy tình huống tốt hơn một chút nhưng một khi bất lợi, kết quả cũng chẳng khá hơn là bao. Quyết định này của Pháp Tôn chẳng khác gì chôn xuống một quả bom hẹn giờ siêu cấp, chỉ chờ khi nào là kích nổ thôi. Pháp Tôn chuyên quyền độc đoán, trong chấp pháp giả, không có bất cứ người nào phản kháng được. Thế là chiến cuộc đã được an bài như một trò đùa. Nhưng Pháp Tôn hiển nhiên vẫn không thèm để ý. Sau khi nói xong, cũng không nói tới chuyện này, chỉ nhìn hắc vụ nhàn nhạt đột nhiên bốc lên trên người, như có điều suy nghĩ hỏi, cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp của hắn, có xuất hiện không? chưa tham chiến, trong số người quan chiến trên tường thành cũng không có. Ừm, trong mắt pháp tôn lộ ra thần sắc suy tư, tiếp đó tay phải lại hạ xuống một quân cờ, thản nhiên nói, nếu như Cửu Kiếp Kiếm chủ xuất hiện, lập tức nói cho ta biết, viện binh phải chấp pháp giả tiến vào chiến trường, gia nhập chiến cuộc. Tình thế trên chiến trường càng lúc càng kịch liệt. Mỗi một nháy mắt trôi qua, đều có mấy trăm tính mạng tan biến. Nhưng tất cả những người quan chiến trên tường thành ai nấy đều nhìn mà không hiểu ra làm sao kinh ngạc không thôi hơn biểu tình đệ ngũ khinh nhu là đặc sắc nhất trực tiếp trợn mắt líu lưỡi vẻ trầm ổn bình tĩnh thường ngày biến mất sạch sẽ không còn lại chút nào ta phúc lại có thể đánh như vậy sao pháp tôn nổi điên không phải óc cũng teo lại chứ thế nào lại có hành động như vậy viện binh của chấp pháp giả vừa gia nhập chiến trường thanh thế lập tức đại tăng cái này không có gì bất ngờ cũng là chuyện đương nhiên đám người tiêu thần vũ lâm vào trong khốn cục Tình thế có thể nói là tràn đầy nguy cơ. Cái này cũng không sai, cũng là chuyện đương nhiên. Có thể tạo thành kết quả này, cố nhiên là bởi vì viện binh vừa tới, cũng bởi vì tố chất cá nhân của đội ngũ chấp pháp giả vượt trội so với liên quân thế gian bên này. Nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng, nếu như vừa mới bắt đầu chiến đấu, chấp pháp giả đánh coi như có chương pháp, nhưng viện binh vừa tới, toàn bộ đội ngũ lại trở nên hỗn loạn, nhân số gia tăng, trận hình lại không còn, chiến lực chẳng những không tăng mà còn giảm binh lính trong đội ngũ thủy chung đều là hán tử giang hồ, rốt cuộc không phải quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh. Thời gian chiến đấu kéo dài một chút, hung tính cả đám liền hoàn toàn bạo phát, mạnh ai nấy đánh, khiến cho toàn bộ chiến trường đều trở nên hỗn loạn. Có lẽ phải nói là một nổi cám lợn do đủ các loại võ giả, tu hành giả các loại, cao thủ các giai tạo thành. Một chấp pháp giả, lúc trước còn có chiến hữu bên cạnh phôi hợp chặt khẽ khăng khít, yểm hộ cho nhau, tả sung hữu đột. Nhưng viện binh đằng sau vừa tới, hai người bọn hắn lập tức lại tách ra, đến lúc gặp được địch nhân thì lại biến thành thân ai nấy chiến. Người bên cạnh gặp phải nguy cơ, không ngờ mặc kệ không hỏi, chỉ lo an nguy bản thân, trơ mắt nhìn chiến hữu bên cạnh bị chém chết, băm thành thịt nát, nhưng vẫn thờ ờ vẫn hò hét đánh nhau kịch liệt, một chút viện thủ cũng không có. Tình huống như vậy chỗ nào cũng có, nửa điểm cũng không mới mẻ. Mưa vẫn rơi nhiều chút nước, tình hình chiến đấu vẫn không có dấu hiệu đình chỉ. Trên tường thành đầu người chi chít, quan sát trận chiến vừa kịch liệt, vừa cực kỳ quỷ dị này mà phe chấp pháp giả ở phía xa nhìn thấy tình huống như vậy nhưng vẫn án binh bất động hoàn toàn không có động tác gì nước mưa rơi trên mặt đất dần dần tích lũy không ngờ chậm rãi ngập tới mắt cá chân trên mặt đất cũng chỉ là nước mưa mà còn có máu loãng thậm chí máu loãng còn chiếm phần nhiều phóng mắt nhìn đi thật chẳng khác gì một biển máu mênh mông may mà chỗ này còn khá gần bến sông thoát nước tương đối tốt nếu không những người này chỉ sợ còn chưa đánh giặc xong đã trực tiếp chết đuối rồi pháp tôn lựa chọn dạng địa phương khai chiến đối với cả song phương đều không có lợi như vậy đệ ngũ khinh nhu thật sự không thể nào hiểu nổi kiểu chiến đấu như vậy sách lược như vậy đều không phải hành động trí giải nên làm cho dù đứng ở góc độ nào đều khó thể nào lý giải được chỉ cần bất cứ người nào có tư duy chỉ huy một chút đều không phạm phải sai lầm như vậy pháp tôn vì sao lại làm như vậy đệ ngũ khinh nhu cực kỳ đau đầu dạ trầm trầm đã hỏi nhiều lần đệ ngũ gia chủ tình thế trước mắt nên điều chỉnh như thế nào chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng đệ ngũ khinh nhu căn bản khó trả lời được. Chiến trường trước mắt rất lớn, cũng rất ác liệt. Đối với địch ta song phương đều như vậy, thậm chí đối với chấp pháp giả càng thêm ác liệt. Bởi vì chấp pháp giả hoàn toàn không có phòng hộ, cứ như vậy đứng cho mưa suối, mà phe mình ở trong thành ít nhất còn có chỗ tránh mưa tránh nắng. Chiến trường này tuy lớn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể chứa mấy chục vạn người giao chiến. Nếu nhân số nhiều hơn, chỉ sợ lại càng hỗn loạn, chẳng thi triển được gì. Pháp Tôn lựa chọn chiến trường ở nơi này, trừ bộ dáng khí thế như muốn công bằng quyết chiến, quá nửa là muốn đệ ngũ khinh nhu, Mạc Thiên Cơ không thể nhúng tay. Người nhúng tay ta liền chỉ huy. Chấp pháp giả dù sao cũng chiếm ưu thế, một khi có người chỉ huy, chỉ sợ bị tử vong tiếp cận nhanh nhất vẫn là người phe trung đô thành. Phe chấp pháp giả ngược lại càng thêm dễ dàng chiến thắng, bởi vì vũ lực bọn họ vốn đã cao, đệ ngũ khinh nhu suy sụp lắc đầu, đối diện với tình huống này, thật sự là bó tay không biện pháp thật sự không có biện pháp nào hay pháp tôn chính đang đợi chúng ta chỉ huy một khi chỉ huy pháp tôn cũng sẽ chỉ huy phe chấp pháp giả vốn đã có kỷ luật nghiêm khắc nếu như song phương đều có chỉ huy chúng ta sẽ là phương chịu thiệt tổn thất lớn hơn còn không bằng cứ hỗn chiến như vậy còn có thể thu được lợi ích lớn hơn một chút chém giết được nhiều sinh lực địch hơn một chút dạ trầm trầm ảm đạm thở dài bạn đang đọc truyện tại hắn cũng không phải kẻ ngốc tình huống như vậy há lại không nhìn ra hỏi đệ ngũ khinh nhu một chút, chẳng qua là để xác minh. Nếu đệ ngũ khinh nhu thật sự có biện pháp, hắn ngược lại mới không tin. Nhân số song phương trên chiến trường đang cấp tốc giảm mạnh. Từ phía trung đô thành là núi bao quanh, bên cửa bắc này lại càng như thế, chẳng khác gì mọi người đang giao chiến trong một bồn địa khổng lồ. Tổng cộng 7 chục vạn người giao chiến, diện tích chiến trường phải rộng lớn cỡ nào. Kéo dài mấy trăm dặm tất cả đều thuộc phạm vi chiến trường, có không ít người ở mãi tít ngoài gì à sát ngay chân núi, đánh bừa vài chiêu rồi song phương cùng hét lớn, quay đầu chạy chối chết, chạy trốn ra bên ngoài. Chiến trường như bây giờ thật sự quá kinh khủng, có cơ hội là bỏ chạy. Chỉ cần có thể chạy khỏi trung đô là có thể thoát một mạng. Mà chỉ cần vượt qua đỉnh núi gần ngay trong gang tấc này là, có thể ra khỏi phạm vi trung đô rồi. Một khi đã vậy, còn chờ gì nữa, thế là cả đám ngoài rìa chiến trường bắt đầu tán loạn. Bất kể là chấp pháp giả hay là võ giả trung đô, tất cả đều ôm ý đồ giống nhau, đáng tiếc tất cả những kẻ ôm ý đồ này đều không thể chạy được bao xa sớm bị cao thủ chấp pháp giả chờ đợi bên ngoài chẳng cần phân biệt địch ta đồng loạt chém chết những người phục sẵn bên ngoài này nếu như vọt vào chiến trường tuyệt đối là một đạo kỳ binh vượt ra khỏi dự đoán của mọi người thậm chí còn có thể kết thúc chiến đấu trong thời gian cực ngắn nhưng sau khi giết người những người này đều lặng lẽ lui trở lại căn bản chẳng thèm để tâm tới cuộc chiến đang diễn ra kịch liệt phía dưới đương nhiên tình huống đó mọi người trên tường thành đều không nhìn thấy thứ nhất là khoảng cách quá xa thứ hai là mưa lớn che khuất tầm nhìn căn bản không nhìn thấy gì cả trong bất chi bất giác một buổi sáng cứ như vậy trôi qua nhân số song phương giao chiến hiện giờ đã biến thành ba bốn chục vạn nhân mã do tiêu thần vũ xuất lĩnh đã bị nhân thủ phe chấp pháp giả bao vây hoàn toàn vây trong một vòng vây khổng lồ bốn phía tất cả đều là địch nhân liều mạng chém giết đã hành động duy nhất có thể làm hiện giờ rồi quân số chấp pháp giả hiện tại còn có hơn 20 vạn, mà nhân số tiêu thần vũ bên này chỉ còn không tới 10 vạn. Thắng bại đã định, nhưng song phương đều không có ý định thu tay, nửa điểm cũng không có. 40 vạn đối 40 vạn, công bằng quyết chiến. Thanh âm pháp tôn mang theo một vẻ lạnh nhạt, phong khinh vân đạm, còn có một tia trào phúng nhàn nhạt. Thanh âm này nháy mắt xuyên thấu màn mưa đầy trời, vang vọng trên không trung, khiến tất cả mọi người đều nghe vô cùng rõ ràng. Vẻ trào phúng trong một câu này tựa như một cây đao, găm thẳng vào ngực tiêu thần vũ. Đối với trận chiến này, tiêu thần vũ đã sớm ôm tử trí, không định sống sót trở về. 40 vạn người đối 40 vạn người, mình thảm bại, nhân thủ chết sạch, đối phương lại vẫn còn nguyên một nửa chiến lực. Nói tới thể diện, tiêu thần vũ mất sạch rồi. Vừa nghe ra ý tứ nhục nhã, Mười phần ẩn chứa trong lời pháp tôn. Tiêu thần vũ đột nhiên toàn thân đẫm máu, nhảy lên không trung, liều mạng hét lớn, tất cả không được lui lại, không ai được cứu viện. Một đời nam nhi, phải chiến một trận như thế. Một đạo thiểm điện đột nhiên nổ giữa không trung, chiếu sáng thân hình phiêu phủ giữa không trung của Tiêu Thần Vũ. Chỉ thấy giờ phút này, Tiêu Thần Vũ toàn thân đẫm máu, ngay cả trên mặt cũng ướt đẫm máu loãng, vết thương trên người chồng chất, tí tách rơi xuống máu tươi. Trên tường thành, Dạ trầm trầm đang vừa mới hé miệng, định hạ lệnh tiếp viện, lại đột nhiên cứng họng ngẩn người. Trong lòng không hiểu sao lại thoáng đau nhói. Hắn biết, Tiêu Thần Vũ nói như vậy là đã hạ quyết tâm không còn ôm ý định sống sót trở về nữa. Hắn hiểu được ý tứ Tiêu Thần Vũ cũng hiểu lựa chọn của hắn. Cho dù có thể dựa vào tu vi siêu phàm miễn cưỡng trốn trở về, đối diện với chiến lực của chấp pháp giả, sớm muộn gì cũng chết thôi. Hơn nữa chạy trốn càng tổn hại tới tuy danh của mình. Anh danh vạn năm nháy mắt là bị hủy, cho dù chết, Tiêu Thần Vũ cũng không muốn làm như vậy. Chương 1733, chỉ hận nhân sinh không thể quay về. Nếu sớm muộn gì cũng chết, vậy chết sớm một chút có ngại gì? Dù sao Tiêu gia đều bị diệt rồi, Tiêu Thần Vũ lại đang đau lòng cực độ vì mình tự tay bức tử Lệ Xuân Ba, càng không còn mặt mũi nào đi gặp bậc cha chú. Chết sớm cho rồi, ta vốn đáng chết. Trên tường thành đột nhiên rơi vào một bầu không khí yên tĩnh dị thường. Dạ trầm trầm đột nhiên trở nên suy sụp, Lệ lão tung hoành. Tiêu Thần Vũ bên kia vừa mới đáp xuống, đã điên cuồng vọt vào trong trận địch, vô số tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó mà vang lên. Người bên cạnh Tiêu Thần Vũ đang nhanh chóng giảm bớt trí tôn cao dai của chấp pháp giả đều đang lao tới phía này áp lực tiêu thần vũ phải thừa nhận cũng đang dần dần tăng mạnh nhưng bất kể là đối thủ nào tiến lên chỉ cần trong nháy mắt giao thủ phát hiện thực lực đối phương không kém là lập tức lui về phía sau chuyên chọn chỗ nhiều người mà hạ thủ cho dù nhất định phải chết ta cũng phải tận hết khả năng giết thêm vài người có thể giết thêm bao nhiêu thì giết thêm bấy nhiêu tuy đã chú định là lỗ vốn nhưng bớt được chút nào thì hay chút đấy tiêu thần vũ bất chấp hậu quả bất chấp đối phương điên cuồng hao tổn nơi nào hắn đi qua, nơi đó liền vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết, vô số đầu người bắn tung lên không, chân cụt tay đứt cũng bay loạn đầy trời. Chí tôn cửu phẩm cố ý tránh chiến, cho dù là cao thủ cùng cấp bậc cửu phẩm, cũng không làm gì được. Căn bản không chặn đường được, chỉ tôn cao dài phe chấp pháp giả nghiến răng một cái, dứt khoát bỏ qua vây giết tiêu thần vũ, quay đầu lao vào trong đám người. Không phải ngươi muốn tránh chiến sao? Không phải ngươi muốn giết người sao? Được. Vậy để xem ai giết nhiều hơn, ai giết nhanh hơn, đợi đến khi chỉ còn một mình ngươi ngươi còn có thể tránh chiến sao còn có thể không chiến sao trong lúc nhất thời chiến cuộc đột nhiên lại biến đổi ba vị trí tôn cửu phẩm bảy vị trí tôn bát phẩm phe chấp pháp giả cùng xuất thủ đối tượng lại là đám người giang hồ những người đối với bọn hắn chỉ giống như con kiến thế cục trong nháy mắt đã kịch biến chỉ thấy một đám vù vù lao tới vù vù rời đi nhanh như thiểm điện nhưng phía sau lại là một đám đầu người phi vũ một đám óc tương vỡ nát một đám nhất đao lưỡng đoạn, thậm chí tan xương nát thịt, hóa thành một đám huyết vụ. Người phe Tiêu Thần Vũ vốn bị vây vào thế yếu, hiện tại đột nhiên phải đối diện với tàn sát đơn phương không thể kháng cự như vậy, lại càng họa vô đơn chí. Nhân thủ còn sót lại lập tức lại kịch liệt giảm xuống. 20 vạn chấp pháp giả cũng không phải nhàn rỗi gì. Cho dù người phe Tiêu Thần Vũ ai nấy đều liều mạng, ai nấy đều cảm tử, nhưng có một số thời điểm, đối diện với thực lực tuyệt đối, cho dù là liều mạng cũng không làm nên chuyện gì cho dù ngươi muốn liều mạng, cũng phải có vốn liếng liều mạng mới được. Có một số người đã sớm bị dọa bể mật, muốn đầu hàng, nhưng có đầu hàng hay không thì cũng giống nhau thôi, cho dù ném đao kiếm quỷ dạp xuống đất, thứ bọn hắn nhận được cũng chỉ là cương đao sắc lẹm, lạnh lẽo. Bởi vì Pháp Tôn Đại Nhân từng nói qua, không cần tù binh, chém tận giết tuyệt, không tiếp nhận đầu hàng, thanh âm chém giết trên chiến trường đột nhiên vọt lên tới đỉnh phong, sau đó lại dần dần rơi xuống, theo từng mảng từng mảng người ngã xuống dần dần cứ phải cách một thời gian ngắn mới có tiếng hét thảm vang lên lác đác không có mấy tiêu thần vũ đứng ở chính trung tâm chiến trường hoành kiếm mà đứng chiến đến giờ khắc này ở bên người hắn đã không còn bất cứ một đồng bạn nào nữa rồi toàn quân bị diệt mấy chục vạn người chiến đấu cứ như là một bầy heo chó dồn lại một chỗ đổ sát một lượt thậm chí còn nhanh hơn cho dù là giết heo giết chó còn phải xử lý thi thể nội tạng máu tươi một chút nhưng giết ngươi thì không phải làm như thế dưới chân tiêu thần vũ tất cả đều là thi thể nằm ngổn ngang không ngờ trồng chất hết tầng này tới tầng khác hai tầng phía dưới đã hoàn toàn ngập trong nước còn có rất nhiều thi thể đã bị đánh nát như trong lúc giao chiến nhưng hiện tại đã chẳng còn ai quan tâm tới điều này nữa rồi cho dù mưa đang rơi như chút nước nhưng cũng không thể cuốn đi nổi mùi máu tanh nồng đậm gần như ngưng tụ thành thực thể như vậy cho dù không khí tựa hồ cũng bởi vì thế mà đặc sệt lại trên tóc tiêu thần vũ không ngừng nhỏ xuống nước nưa trên vai chân tay trên ngực trên lưng trên đùi khắp nơi đều là vết thương đại đa số vết thương đều sâu tận xương thân thể hắn hai chân hắn đều đang khẽ run rẩy không thể kiềm chế được nhất đại trí tôn cửu phẩm trải qua cuộc chiến kịch liệt như vậy hô thân cương khí cũng đã tiêu hao sạch sẽ từ lâu rồi kịch chiến gần như liên tục cả ngày không hề gián đoạn tiêu thần vũ cũng cảm nhận được mình đã chạm tới ngưỡng cực hạn nhưng hắn vẫn bất ngờ phát hiện tinh thần của mình sung mãn chưa từng có mình rõ ràng chỉ muốn chết nhưng tinh thần lại phấn chấn dị thường đây là chuyện mấy ngàn năm qua đều không có thậm chí là cả đời này phấn chấn như vậy cũng rất hiếm có ha 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 tiêu thần vũ đứng sừng sững trên không đạp không mà đứng đưa mắt nhìn vô số cường địch xung quanh mình đột nhiên cất tiếng cười lớn hắn cười thật kiêu ngạo thật vui vẻ ngay cả kiếm trong tay cũng theo tiếng cười của hắn mà rung động kịch liệt bạn đang xem chuyện được sao chép tại chấm c o hắn ngửa mặt lên trời cười lớn mặc cho nước mưa rơi vào miệng cứ như vậy nuốt xuống Ngươi cười cái gì? Đối diện một vị trí tôn cửu phẩm có chút thương hại, cũng có chút tiếc nuối nhìn Tiêu Thần Vũ. ở sâu trong đáy mắt thoáng chớp động lên một ngọn lửa màu đen u ám. Ma khí Tiêu Thần Vũ cũng không phát hiện ra chỗ quỷ dị của người này. Có lẽ cho dù hắn phát hiện, giờ phút này cũng không thèm để ý nữa. Ta cười, ta cười, ta mơ mơ hồ hồ cả đời, cả đời giống như một thằng ngốc, mãi cho tới hôm nay mới được thống khoái. Tiêu Thần Vũ vui vẻ cười lớn, chỉ tiếc nhân sinh không thể lặp lại nhưng có thể ngộ ra vào thời khắc tối hậu cũng tốt. Ha ha ha, cũng tốt. Tất cả mọi người đối diện nghe mà có chút mơ hồ, hoàn toàn không biết Tiêu Thần Vũ rốt cuộc đang nói gì. Nhưng đám người dạ trầm trầm trên tường thành, nhất là đám thủy tổ cửu đại gia tộc, trong lòng ai nấy đều có một tia xúc động. Lời Tiêu Thần Vũ nói không quá rõ ràng, nhưng lại khắc thật sâu vào tâm khảm bọn hắn. Nhân sinh có phải điều như vậy, càng tới thời khắc không thể quay đầu lại, mới càng nhận ra mình đã vứt bỏ những thứ tốt nhất trong đời càng là những thứ dễ dàng vứt bỏ nhất, thường thường lại càng là những thứ mà mình trân quý nhất, quý trọng nhất. Bình người nó vẫn ở xung quanh ngươi, khi ngươi cần nó nó sẽ tới. Khi ngươi không cần nó, nó vẫn ở đó. Ngươi không thèm để ý, rốt cuộc một ngày khi nó không còn nữa, ngươi vẫn cảm thấy đạm nhạt. Hết thảy cứ trôi qua bình thản như vậy. Nhưng chờ tới một khắc nào đó, ngươi mới bỗng nhiên phát hiện, kỳ thật nhân sinh chân quý nhất, đáng giá nhất, chính là những chuyện đạm nhạt, bình thản, mà ngươi lại sớm đánh mất vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại được, đến lúc ngươi muốn tưởng niệm, lại phát hiện đến ngay cả một điểm dấu vết cũng không còn. Khi đó, ngươi mới chân chính nhận ra sự đáng giá của nó, hối hận không kịp. Tất cả tiếc nuối đều được Tiêu Thần Vũ gói gọn trong một câu, chỉ tiếc nhân sinh không thể quay về. Tiêu Thần Vũ cười lớn, rồi dần dần lệ rơi đầy mặt, nấc lên thành tiếng. Không một ai biết giờ khắc này hắn đang suy nghĩ gì, mà cũng chẳng có ai suy đoán. Tuổi trẻ hừng hực bao khảng khái, thanh xuân tung hoành khắp giang hồ, mấy lần nâng chén cùng vui sướng cũng từng cùng khóc vơi nỗi sầu phong sương xóa hết tình kết bái vinh hoa tiêu tan tâm anh hùng tình nghĩa cả đời chảy theo nước đầu bạc đối kiếm huyết nhục bay hôm nay ngửa mặt than huynh đệ chỉ hận nhân sinh không quay về ha 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 lệ xuân ba có thể nhìn thấy kết cục tiêu thần vũ hôm nay như thế huynh đệ có từng bớt giận không ha 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 tiêu thần vũ cứ như vậy cười lớn mặt đẫm lệ nhìn lên không trung lệ quang trong ánh trăng mờ tựa hồ trong khoảng hư không kia, thân ảnh lệ xuân ba chậm rãi hiện lên, ánh mắt vẫn ấm áp như trước, nhìn tiêu thần vũ, lộ ra nụ cười chân thành, tiêu nhị ca. Ha ha, huynh đệ, tiêu thần vũ kinh hỉ cười lớn, ta tới đây. Hắn hét lớn một tiếng, lấy thân ngự kiếm, dùng thần ngự kiếm, vù một tiếng, hóa thành một đạo thiểm điện chói mắt nhất giữa cơn mưa suối xả, sau đó nổ tung, hóa thành một đạo kinh lôi giữa hư không. Ẩm, um, trí tôn cửu phẩm, tiêu thần vũ tự bạo, toàn bộ trung đô thành đều bởi vì vụ tự bạo này mà lay chuyển kịch liệt. Ngoài thành, nơi Tiêu Thần Vũ tự bạo, toàn bộ phạm vi hơn 10 dặm xung quanh đều biến thành hư không, chỉ nhìn đã thấy ghê người. Ba vị chấp pháp giả trí tôn bát phẩm ở gần trung tâm vụ tự bạo nhất, cũng biến thành một làn khói nhẹ. Duy chỉ có mấy vị trí tôn cửu phẩm coi như cơ trí, trong thời khắc tối hậu nhanh chân thối lui về phía sau, may mắn thoát chết, chỉ bị dư ba vụ nổ đả thương, trong con người vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi hơn vạn người cùng mất đi tính mạng trong vụ tự bạo này. Không khí giống như ngưng trệ lại, tựa hồ ngay cả cơn mưa cũng thoáng dừng lại, sau đó mới tiếp tục rào rào rơi xuống. Trên tường thành, Dạ Trầm trầm ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, phun ra một búng máu, đột nhiên khóc giống lên. Sắc mặt Diệp Thu Diệp đau thương kịch liệt, nước mắt không ngừng rơi xuống, lẩm bẩm, hôm nay ngửa mặt than huynh đệ, chỉ hận nhân sinh không quay về. Tiêu Nhị ca, nếu Xuân Ba biết người hôm nay, cho dù ở dưới cửu tuyền, cũng có thể mỉm cười nâng chén. Hắn gào lớn một tiếng, đột nhiên khóc giống lên, tiêu nhị ca. Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ làm hảo huynh đệ. Thân hình ra các thương khung run rẩy, lệ lão tung hoành, ánh mắt dại ra, ngây ngốc thì thào lẩm bẩm. hôm nay ngửa mặt than huynh đệ, chỉ nhận nhân sinh không quay về. Ha ha ha, ha ha ha. Đệ ngũ khinh nhù lặng lẽ thở dài một tiếng trong lòng. Tiêu thần vũ, rốt cuộc đã chết. Nhưng cả đời hắn lại thật sự vô cùng phức tạp khiến cho người ta có cảm giác không thể bình luận hôm nay ngửa mặt than huynh đệ chỉ hận nhân sinh không quay về từ xưa tới nay có bao nhiêu tiếc nuối tồn tại vì sao đến lúc sắp chết mới cảm nhận được vì sao bên kia ánh mắt pháp tôn mãnh liệt chớp động lẩm bẩm nói hôm nay ngửa mặt than huynh đệ chỉ hận nhân sinh không quay về đột nhiên hít một hơi thật sâu trong mắt lệ khí tuôn trào nhân sinh của ngươi không thể quay về nhân sinh của ta chẳng lẽ có thể Đến thời khắc tối hậu, ngươi mới ngửa mặt than huynh đệ, nhưng người có biết, ta phải ngửa mặt than huynh đệ bao nhiêu năm không? Pháp Tôn Hung hăng nói, ma khí trong mắt càng lúc càng nồng đậm, không ngờ phóng ra khỏi hốc mắt, ba một tiếng, nổ bung thành một đám hắc vụ trước mắt. Chương 1734, cơ hội cho các ngươi báo thù. Nếu đã biết như thế, vì sao lúc trước còn làm? Cút con mẹ nó đi, đều đi chết đi. Pháp Tôn Hung hăng mắng chửi trong lòng, lại cảm thấy tim mình đau đớn như muốn vỡ ra sau đó hắn liền đứng phát dậy, sắc mặt lạnh lùng. Chấp pháp giả xung quanh đều đã đi theo pháp tôn vạn năm, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cảm xúc pháp tôn, trong nháy mắt lại có thể biến thành tàn nhẫn như vậy. Toàn thân tràn ngập khí tức hủy diệt, cực kỳ điên cuồng, nhìn thấy mà giật mình. Chỉ là bên trong vẻ điên cuồng này, lại tràn đầy một cảm giác khiến nhân tâm tan nát. Tiêu thần vũ đã chết. Tiêu gia này xem như kết thúc rồi. Cử đại thế gia lại diệt một nhà, còn mấy nhà. Còn có dạ gia, lăng gia, diệp gia, Trần gia, Thạch gia. Thạch gia cũng chỉ còn lại một mình thạch bào hao thôi, có coi là còn không? Quên đi, mặc kệ có hay không, dù sao cũng đều phải diệt. Trong thanh âm pháp tôn mang theo một loại tàn khốc lạnh lẽo, chậm rãi nói, "Nhà tiếp theo là nhà nào?" Hắn vươn người đứng dậy, khoanh tay mà đứng, ngẩng đầu, hai đạo mục quang âm u tựa như ma lôi yêu điện, bắn thẳng ra, bắn thẳng tới trên thành trung đô. Hai bên cách nhau ít nhất trăm dặm, lại có mưa to tầm tã ngăn trở nhưng đạo mục quang này của hắn lại giống như bỏ qua trở ngại không gian cứ như vậy phóng tới tựa như hai mũi lợi tiễn sắc bén nhất bắn thẳng vào trong lòng đám người dạ trầm trầm dạ trầm trầm cùng những người tu vi cao thâm giật mình vì hai đạo mục quang bất ngờ chiếu tới này tất cả đều cảm thấy trái tim mình trầm xuống trong lúc nhất thời không ngờ cảm thấy tâm linh giao động không khỏi điều kinh hãi hoảng sợ tu vi pháp tôn hiện giờ hiển nhiên đã đạt tới cấp độ mà ngay cả đám người dạ trầm trầm cũng không thể lý giải thật có uy thế kinh thiên địa khiếp quỷ sầu. Tu vi như vậy, tin tưởng cho dù là Ninh Thiên Nhai năm đó được xưng là đệ nhất thiên hạ, cũng tuyệt đối không làm được. Chỉ nghe thanh âm pháp tôn từ xa truyền tới, thanh âm vẫn bình tĩnh nho nhã như lúc trước, thậm chí còn mang theo mấy phần ung dung tiêu sái, dạ trầm trầm, đừng nói bổn tọa không cho các ngươi cơ hội. Chỉ cần các ngươi lần lượt từng nhà xuất chiến, bổn tọa sẽ không lấy nhiều hiếp ít. Cửu trọng thiên chín vạn năm qua chưa từng có công bằng quyết chiến đáng nói, nhưng hôm nay, bổn tọa sẽ cho các ngươi cơ hội quyết chiến công bằng. Bổn tọa quang minh lỗi lạc, cho dù là ma đầu đáng chết, cũng phải đường đường chính chính, cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Các ngươi ra bao nhiêu người, chúng ta bên này xuất bấy nhiêu người. Từng nhà lần lượt xuất chiến, chúng ta từng đội lần lượt nghênh đón. Sinh tử thắng bại, đều do thiên mệnh." Dạ trầm trầm nở nụ cười giễu cợt, "Pháp Tôn đại nhân làm việc thật quá công bằng rồi. Dùng một đám cao thủ chí tôn thánh cấp, đi đối phó với một đám võ giả quân cấp hoàng cấp." không ngờ còn để quân số ngang nhau cho nó công bằng. Quả nhiên là công bằng. Pháp Tôn hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, dạ trầm trầm, chẳng lẽ ngươi không biết, nếu quả thật cùng xuất động toàn bộ chiến lực hỗn chiến, các ngươi càng xong đời nhanh hơn. Ngay cả một chút kết quả cũng không có. Nhưng nếu dùng loại phương thức quyết chiến này, ít nhất các ngươi còn có cơ hội kéo dài hơi tàn, không phải sao? Dạ trầm trầm hừ lạnh một tiếng, không mở miệng đáp lại. Tất cả mọi người đều biết, cũng rõ ràng, Pháp Tôn nói chính là sự thật. Trong mưa, thanh âm pháp tôn vẫn bình tĩnh ôm hòa, giống như đang đứng ngay đối. Diện ba trượng, nói chuyện. Tào nhã nói, các ngươi nói bổn tọa là lấy mạnh hiếp yếu, thắng mà không có võ sao. Há không biết thị phi không phải ở đạo lý, công đạo là ở thực lực. Ta không chỉ cho các ngươi công bằng, mà ta còn cho các ngươi cơ hội báo thù. Vừa rồi đối phó tiêu gia chính là chấp pháp giả Đông Nam, còn có trí tôn quản lý Đông Nam ở tổng bộ. Nếu như tiêu thần vũ có năng lực, giết hết bọn họ, ta tuyệt đối sẽ không oán giận nửa câu, nếu như có năng lực báo thù mới tính là bản lãnh của hắn đáng tiếc hắn không có năng lực làm chuyện đó các ngươi chết rồi cũng không có để oán giận ưu thắng liệt bại từ cổ đã thế phục có đáng gì pháp tôn lạnh lùng nói dạ trầm trầm cuộc chiến tiếp theo đến phiên gia tộc nào bên các ngươi xuất chiến vô luận ai muốn tìm chấp pháp giả báo thù ta đều cho hắn cơ hội thanh âm vang vọng giữa không trung nhưng pháp tôn đã không nói gì nữa chiến trường song phương rơi vào một khoảng yên tĩnh ngắn ngủi vị trí tôn bát phẩm vẫn quan sát chiến trường kia thân hình run lên, xoay người hô lớn, tiêu ra xong rồi. Nhà tiếp theo là ai? Thần vũ đi rồi, tiêu ra xong rồi. Môi dạ trầm trầm không nhịn được run run, nhìn cơn mưa tầm tã, lại nhìn khoảng đất ghê người, lẩm bẩm nói, thần vũ đi rồi. Kế tiếp, sẽ là ai? Phía sau, sắc mặt các vị thủy tổ đều phi thường khó coi, lộ ra một vẻ sầu thảm, còn có cừu hận nồng đậm. Vì tiêu thần vũ, vì gia tộc mình, trong mắt mỗi người đều có ánh nước hiện lên. ngươi không phải cây cỏ, ai có thể vô tình? Tiêu Thần Vũ cũng là lão huynh đệ vạn năm của bọn hắn, tuy cũng từng có ác cảm, cũng từng có hiểu lầm, cũng từng phát sinh chuyện không thoải mái, nhưng tất cả đều qua rồi, vào giờ khắc này đều tan thành mây khói. Thần Vũ chết cũng không thẹn với uy danh cử kiếp chi tử. Diệp Thu Diệp lẳng lặng nói một câu. đúng vậy. những người khác đều gật đầu. cuộc chiến tiếp theo là ai báo thù? Dạ trầm trầm ánh mắt như điện pháp tôn nói không sai một trận chiến này mặc dù là cái bẫy tử vong nhưng cũng là cơ hội báo thù có lẽ cũng là cơ hội báo thù cuối cùng không sai kẻ địch chúng ta phải giao chiến chính là kẻ đã hủy diệt gia tộc chúng ta thù này đương nhiên phải báo cho dù phải chết ta cũng phải khiến đám đao phủ này phải trả giá thật nhiều ra các thương khung lạnh lùng hư một tiếng chẳng lẽ lão phu lại sợ chiến sao để ta đi diệp thu diệp tranh lời thù diệt tộc không đội trời chung nhưng mọi người nói xong lại phát hiện có một người không lên tiếng nhìn lại thủy tổ trần gia trần nghênh phong đã xảy bước đi xuống tường thành mọi người đều ngẩn ra mấy ngày nay biểu hiện của trần nghênh phong rất bất bình thường tựa hồ có chút tâm lý tiêu cực nào núng sợ chiến làm sao lúc này lại không nói một lời đã đi xuống trước rồi chẳng lẽ bị cái chết của tiêu thần vũ kích thích hay là bị hai chữ báo thù của pháp tôn kích thích không ngờ trong vô thanh vô tức đã đi rồi gia hỏa này đi thật nhanh gia cát thương khung bất mãn nói, ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có. dạ tiêu diêu cũng bất mãn, nhưng trong thanh âm lại tràn đầy tôn trọng. trần nghênh phong hôm nay mới thật sự giống hán tử. một vạn năm qua, đây là lần đầu thấy hắn quyết tuyệt như vậy. dạ trầm trầm thở dài, áp lực của hắn mấy ngày nay cũng quá lớn rồi. bất quá, đi như vậy, khả năng trở về. nói xong liền thở dài một hơi. gia cát thương khung cùng diệp thu diệp cũng thở dài, nhìn bóng lưng trần nghênh phong dần dần đi xa, tràn đầy không nỡ. Chuyến này đi, huynh đệ chỉ sợ không còn cơ hội gặp mặt nói chuyện nữa. Từ nay về sau U Minh xa cách. Trong lúc mọi người đang thở dài, phía dưới đã nghe thấy tiếng Trần Nganh Phong động viên chuyển tới. Sau một hồi lâu, chỉ thấy cửa thành mở ra, Trần Nganh Phong mang theo mười mấy người còn sót lại của Trần Gia đi tuốt ở đằng trước. Phía sau, chính là tất cả nhân mã thu nạp được trong mấy ngày nay. Mắt thấy bên người Trần Nganh Phong chỉ còn lại lẻ tẻ mười mấy người, lại nhớ tới Trần Gia Huy Hoàng Cường thịnh trước kia, dạ trầm trầm bỗng nhiên cảm thấy trong lòng đau xót hai mắt đỏ lên hạ lệnh trần gia hiện giờ thế đơn lực cô nếu chỉ bằng vào nhân thủ trần gia chỉ sợ ngay cả đội ngũ cũng không khống chế được mấy người các ngươi mau đi trợ giúp ra lệnh một tiếng mấy trăm cao thủ của dạ gia lập tức phóng đi gắt gao bám theo ra các thương khung cùng diệp thu diệp đều thở dài kêu lên đại ca dạ trầm trầm đau đớn kịch liệt nói huynh đệ một hồi cho dù hôm nay thật phải đi ta cũng có trách nhiệm giúp huynh đệ của ta đi vinh quang một chút. Nhà hắn không có ai rồi, vậy cho người dạ ra ta chôn cùng đi." Ánh mắt Diệp Thu Diệp và Gia Cát Thương khung đều đỏ lên. Đệ Ngũ Khinh Nhu khóe môi giật giật, có tâm mở miệng ngăn cản, nhưng cuối cùng không phát ra thanh âm. Vừa rồi, ngay trong một khắc Tiêu Thần Vũ bỏ mình, Đệ Ngũ Khinh Nhu rõ ràng nhìn thấy trong mắt Trần Nghênh Phong lóe lên một tia sảng khoái từ đáy lòng, còn có một tia phức tạp, thâm trầm tới cực điểm tuy phức tạp, lại không phải ánh mắt muốn báo thù quyết tuyệt. Nhưng hiện tại, đệ ngũ khinh nhu lại chẳng thể nói gì. Càng không dám nói, cho dù có nói ra, kết quả duy nhất cũng chỉ là bị đám người dạ trầm trầm xé sắc ra mà thôi. Vừa rồi cái chết của tiêu thần vũ đã kích thích lên tình nghĩa huynh đệ vạn năm, thế nào lại cho phép người khác bôi nhọ một người huynh đệ của mình. Chân tướng cho tới bây giờ vẫn luôn tàn khốc, nhưng chân tướng vĩnh viễn là chân tướng. Cho dù tàn khốc như thế nào đi nữa, nhưng khi ngươi phải đối diện với nó, ngươi cũng chỉ có thể thừa nhận. Trần Nganh Phong ngược gió cất bước mà đi, khí thế cực kỳ hào hùng. Trên tường thành, sắc mặt dạ trầm 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 trọng, xúc động thở dài, chúng ta trước kia đều hiểu lầm Nganh Phong. Bạn đang đọc truyện tại trên mặt Diệp Thu Diệp lộ vẻ xấu hổ. Phương xa, Pháp Tôn ngưng thần nhìn đám người Trần Nganh Phong nối đuôi nhau ra khỏi cửa thành, ánh mắt chợt lóe, vung tay lên, dọn sạch chiến trường. Thanh âm còn chưa dứt, bốn vị trí tôn lục phẩm đồng loạt xuất thủ vù một tiếng, chỉ thấy vô số thi thể khắp chiến trường đột nhiên bị nhấc bổng, tiếp đó rào rào rơi xuống giống như mưa đá, xếp thành một vòng tròn khổng lồ. Nơi cao nhất, không ngờ lên tới trăm trượng, vòng tròn có chu vi mấy chục dặm này đều bị vô số thi thể phủ kín, không còn một kẽ hở, chỉ là ở chính giữa lại trống không. Tiếp đó, chỉ thấy từ trong hậu quân chấp pháp giả lại có vô số người, mỗi người đều khiêng một cái thùng sắt thật lớn, chạy tới như bay nhảy lên bức tường lũy thi thể kia, tiếp đó dốc chiếc thùng sắt của mình xuống. Ngay sau đó, ào ào, một thứ mùi đặc biệt tràn ngập tứ phía. Dầu hỏa, bên trong những chiếc thùng sắt đó không ngờ đều là dầu hỏa. Mấy vạn thùng dầu hỏa cùng dốc hết vào trung tâm vòng tròn kia. Tiếp đó lại có mấy người lấy ra mấy cây đốt thấm đẫm dầu, châm cháy giữa trời mưa tầm tã. Sau mấy hơi thở, mấy cây đốt đó đều vẽ lên một đường cong sáng lạ, rơi vào trong hố dầu hỏa. Phừng, nháy mắt đại hỏa dâng lên tận trời cứ như vậy phóng hỏa giữa cơn mưa đây quả nhiên là sáng kiến trước nay chưa từng có mà thứ thiêu đốt lại chính là thân thể con người một lát trước đó vẫn còn chạy nhảy tràn đầy sinh mệnh trong một nháy mắt này thật chẳng phân biết cao thấp sang quý thế nào hết thảy đều bị thiêu đốt chỉ là thi thể mà thôi trước kia bất kể người anh hùng cái thế hay là lưu manh khất cái hiện giờ cũng chỉ là một bộ thi thể mà thôi vào lúc này chân chính ngang hàng công bằng chương 1735, đầu hàng nhục nhã. Không ngừng có người tuần tra bên ngoài, một số lửa thiêu không tới thì trực tiếp nhắc lên ném vào trong biển lửa, gia tăng tốc độ thiêu đốt. Một thứ mùi thịt cháy đặc biệt, dần dần tràn ngập toàn bộ phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh. Tin tưởng chẳng bao lâu nữa, thứ mùi này sẽ tràn ngập toàn bộ Trung Đô Thành. Trên thực thế, giờ phút này trong Trung Đô Thành, đã có không ít người đã ngửi được, thời tiết quỷ quái thế này, thế nào lại có người nướng thịt? Mùi vị thế nào lại quái như vậy? Ngoài thành, bất kể là chấp pháp giả hay là người của cửu đại gia tộc trên tường thành, ai nấy đều vẻ mặt trầm trọng nhìn ánh lửa ngập trời. Chẳng phân biệt địch ta, hôm nay cùng hóa thành cho tàn. Chiêu này của Pháp Tôn không thể nghi ngờ là rất độc, nhưng cũng rất rõ ràng. Hơn nữa, hành động này tựa hồ còn có ý tứ khác. Nhưng hiện giờ mọi người đều đã đỏ mắt lên rồi, nào còn chú ý tới những cái khác. Trên chiến trường, công cuộc tiêu hủy thi thể đã kết thúc. Hai vị trí tôn bát phẩm cùng vợ trưởng, đẩy mạnh ra, ầm một tiếng, trên mặt đất, bất kể là máu loãng hay là nước mưa, cùng với lớp đất sâu nửa tấc đã bị bóc ra, tựa như một cái sân khấu lớn, bị người ta bóc đi toàn bộ. Hai người hét lớn một tiếng, lại cùng phát lực. Vù một tiếng, tất cả nước mưa máu loãng, đều bị cái sân khấu kia nhấc bổng lên, ném bay qua đỉnh núi. Bên kia núi, nháy mắt đã chuyển tới tiếng nổ ầm ầm kịch liệt tựa như trời sập đất nứt. Tiếp đó, mấy vị trí tôn lại liên tiếp xuất thủ, chỉ trong vài cái nháy mắt thời gian, Toàn bộ vùng đất bởi vì đại chiến mà hầm hố lỗ chỗ, không ngờ đã khôi phục bằng phẳng như bình thường. Hơn nữa, ngay cả nước đọng lúc trước cũng không còn lại bao nhiêu, trong cơn mưa vẫn rơi như chút nước, không ngờ tạo thành một khoảng đất khô giáo hiếm thấy. Chí tôn chi lực có thể rời sơn đảo hải. Vừa rồi, một câu này đã được chứng thực hoàn toàn. Đội ngũ vừa chiến đấu lui về nghỉ ngơi. Mấy ngày trước diệt Trần gia là ai? Pháp Tôn Hạ Lệnh tiến lên xuất chiến, ứng chiến Trần Nghênh Phong. Vâng chẳng mấy chốc Trần Nghênh Phong đã tiến tới trận tiền song phương, mắt thấy song phương rơi vào thời điểm vi diệu, chuẩn bị động thủ, Trần Nghênh Phong đột nhiên giơ tay hét lớn, chậm đã, ta có chuyện muốn nói. Pháp tôn đại nhân, không biết có thể nói chuyện một chút không? Trong lúc nhất thời, song phương đều ngơ ngẩn. Đến lúc này rồi mà vẫn còn phải nói chuyện sao? Đối diện với tử địch cường thù đã diệt hậu nhân ngươi, hủy gia viên của ngươi, không ngờ còn muốn nói chuyện. Còn có thể nói cái gì? Trên tường thành, dạ trầm trầm nhíu mày, song phương đã thành tử địch còn gì để nói chứ hiện tại vô luận thế nào pháp tôn cũng không thu tay nữa còn có thể khuyên nhủ hắn sao đệ ngũ khinh nhu cười khổ một tiếng có lẽ bên trong còn có biến số trần nghênh phong vị tất đã muốn khuyên nhủ biến số dạ trầm trầm nhíu mày đột nhiên giận dữ ý của ngươi là nghênh phong không phải muốn khuyên nhủ pháp tôn mà là muốn đầu hàng pháp tôn làm sao ngươi dám nói như vậy dám nghĩ như vậy cái gọi là võ giả tất phải có khí khái huynh đệ ta tuyệt không phải loại người như vậy. Đệ Ngũ khinh nhu lại cười khổ một tiếng, còn chưa kịp mở miệng nói gì thì Thạch Bảo Hao, Diệp Thu Diệp, ra các thương khung đã trừng mắt mắng chửi, đánh con mẹ nó rắm, ngậm mồm cho lão tử. Đệ Ngũ khinh nhu khẽ lắc lắc đầu, cười khổ không nói gì nữa. Bây giờ, đã như vậy, nói tiếp cũng chẳng để làm gì. Trận địa đối diện rõ ràng cũng lặng đi, sau một lát thanh âm pháp tôn mới truyền tới, "Trần Nghênh Phong, ngươi muốn nói chuyện gì với ta?" giữa chúng ta có gì để nói? Không phải ngươi vọng tưởng mê hoặc ta, hay ôm miệt ta là nô bộc thiên ma chứ? Thanh âm có chút âm nhu của Trần Nganh Phong vang lên, Pháp tôn đại nhân ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, tại hạ tình ngươi, đương nhiên là có chuyện quan trọng trao đổi. Pháp tôn đại nhân sở dĩ muốn diệt cửu đại gia tộc, kết quả cuối cùng cũng là để độc tôn thiên hạ, ừm, là muốn tiêu diệt cửu đại gia tộc đã bị ma hóa. Mà Trung Đô thành hiện giờ đã biến thành thành lũy cuối cùng của cửu đại gia tộc, Pháp tôn đại nhân muốn thanh tẩy thiên hạ, cũng không ngoài tiến thêm một bước nữa thanh trừ dị kỷ, thu lấy kết quả thắng lợi. Một khi đã vậy, Trần nghênh Phong thật muốn bàn điều kiện với Pháp Tôn Đại Nhân, điều kiện có lợi cho cả song phương. Thanh âm Pháp Tôn tự hồ có chút suy nghĩ, điều kiện gì? Ta nguyện ý xóa bỏ cửu hận, hóa thù thành bạn với chấp pháp giả, xuất lĩnh những người sau lưng ta đầu hàng Pháp Tôn Đại Nhân. Chỉ cầu Pháp Tôn Đại Nhân mở một mặt lưỡi, nhiều người như vậy đều là hài tử cha mẹ sinh sưỡng, còn có thân nhân chờ bọn hắn trở về, mẹ già tựa cửa ngóng trông hồng nhan kiễng chân đợi chờ trần nghênh phong ta làm sao nhẫn tâm để bọn họ đi theo ta chết trận ta có thể đảm bảo những người này không có một ai bị thiên ma ma hóa với lòng nhân từ của pháp tôn đại nhân có lẽ có thể mở một mặt lưới những lời này quả thực là long trời lở đất bất kể là dạ trầm trầm và người trong trung đô thành hay là chấp pháp giả phe pháp tôn gần như tất cả mọi người đều không dám tin tưởng vào hai lỗ tai của mình không không ngờ nhất thời phản ứng không kịp phải thở dốc hai hơi, rốt cuộc mới tiêu hóa được chuyện không thể tưởng tượng này. Trong phút chốc, tiếng chửi mắng vang lên tứ phía. "Trần Nghênh Phong, ngươi không biết nhục. Trần Nghênh Phong, ngươi có phải ngươi hay không? Trần Nghênh Phong, chớ quên gia tộc của ngươi là ai diệt, thân nhân của ngươi là ai giết. Tên hỗn đản nhà ngươi." Trần Nghênh Phong còn chưa nói xong, trên tường thành đã chửi như tát nước. Dạ trầm trầm giận đến toàn thân run lên, gần như muốn phun máu, mấy vị thủy tổ nói gì cũng không nghĩ tới trần nghênh phong dùng tư thái tráng liệt như vậy đi ra ngoài lại là đi đầu hàng chẳng những đầu hàng vì có thể thuận lợi đầu hàng thậm chí còn không tiếc lời đổi trắng thay đen nói cửu đại gia tộc bị ma hóa là căn nguyên khiến thiên hạ đại loạn đối diện với cường thủ đại địch vừa diệt gia tộc giết hại tử tôn của mình lại đầu hàng đúng là hoang đường tới cực điểm đám người ra các thương khung dạ tiêu diêu cùng ra các thương khung mặt mày đều đỏ sậm như máu ngượng ngùng ngay cả cổ cũng phồng lên rồi bạn đang xem chuyện được sao chép tại chấm c o vừa rồi để ngũ khinh nhu nói một câu ba người mình còn mắng chửi hắn kết quả là mình vừa mắng xong thanh âm còn chưa tắt huynh đệ của mình đã giáng thẳng một cái bà tai thật vang vào mặt quá mất mặt rồi thật sự quá mất mặt rồi quả thực là mất sạch thể diện rồi những người đi theo trần nghinh phong ra ngoài nhất là đám người của dạ gia đi cùng hỗ trợ khống chế đội ngũ cả đám đều nổi giận chửi mắng trần nghinh phong nghe chửi mà hoàn toàn mặc kệm chỉ im lặng chờ đợi pháp tôn hồi đáp hắn tin tưởng pháp tôn sẽ tiếp nhận đại lễ của mình chỉ cần hắn nhận rồi mình cũng sẽ an toàn chỉ mắng chửi mấy câu có tính là gì có thể quan trọng hơn tính mạng và tiền đồ vô lượng sao pháp tôn vung tay lên mấy vị trí tôn cao dai cùng phóng thích khí thế cường đại của mình nháy mắt đã ép cho đám người ồn ào phải ngậm miệng trong đó mấy người phá lệ ầm ý nhất mấy vị chấp pháp giả cao dai còn trực tiếp xuất thủ nháy mắt giết chết huyết quang tứ tung tiếng ồn ào mới dừng lại Đội ngũ sau lưng Trần Nghênh Phong rối loạn một hồi, dần dần khôi phục bình tĩnh. Các hạ nói như vậy cũng có chút đạo lý, càng tự thừa nhận sai lầm của mình. Pháp Tôn vẻ mặt ôn hòa nói, "Nhưng các hạ nguyện ý làm vậy, chắc chắn phải có điều kiện gì đúng không? Không ngại nói một chút, bổn tọa sẽ cân nhắc." Trần Nghênh Phong nói, "Ta lần này dẫn người quy thuận, đương nhiên là nguyện ý theo Pháp Tôn đại nhân đánh hạ Giang Sơn này, tùy ý đại nhân sai xử." "Nào dám nói điều kiện gì, thậm chí quay giáo một kích cũng không có vấn đề." Nếu như nói có yêu cầu xa vời, cũng chỉ cầu đại nhân một chuyện. Sau trận chiến này, thả cho những huynh đệ phía sau ta về MHAF, để bọn hắn có một con đường sống. Tin tưởng một yêu cầu nhỏ này, Pháp Tôn đại nhân sẽ không keo kiệt từ chối. Pháp Tôn mỉm cười gật đầu. Trong nháy mắt mọi người đã hoàn toàn hiểu rõ dụng tâm Trần Nganh Phong. Hắn là muốn dựa vào lần đầu hàng này, thu nạp những người đằng sau. Trần Gia tuy đã bị diệt, nhưng vị tất đã không thể trùng kiến. Mà xây dựng là phải cần nhân thủ, phía sau hắn hiện tại lại có mấy chục vạn nhân thủ chỉ cần trần nghênh phong còn sau cuộc chiến vẫn sẽ là một siêu cấp gia tộc hơn nữa lần này hắn không tiếc tự hủy thanh danh bảo toàn tánh mạng những người này đều theo hắn chịu nhục sống tiếp vô hình chung đã một lòng đi theo hắn rồi điểm này theo trần nghênh phong vừa đầu hàng mà mấy chục vạn người phía sau tổng cộng cũng chỉ xôn xao một chút liền bình tĩnh trở lại lòng người như thế liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra được cho dù bên trong còn có mấy người trung trinh nhưng tình thế là vậy gần như tất cả mọi người đầu hàng chỉ có mình mình gắng gượng thì có tác dụng gì đừng nói tu vi mình thấp kém cho dù mình là chít ôn cửu phẩm thì thế nào vạn nhất cố chấp rồi người ta coi là dị loại rồi bị người ta giết để biểu thị trung thành đó mới là oan uổng đây là tâm lý chung của mọi người thậm chí ngay cả đám cao thủ dạ ra mà dạ trầm trầm phái tới cũng không động đậy được nữa rồi chết vinh không bằng sống nhục nếu tất cả mọi người đầu hàng đó là số đông rồi mất mặt thì cùng nhau mất mặt, đầu hàng có làm sao? Bảo trụ được mạng là tốt rồi. Chỉ cần hôm nay Pháp Tôn đồng ý tiếp nhận đầu hàng, Trần Nganh Phong chỉ cần chờ tới cuộc chiến kết thúc là tốt rồi. Đến lúc đó, tin tưởng chỉ cần Trần Nganh Phong vung tay hô một tiếng, thành lập lại Trần Gia dễ như trở bàn tay. Hắn có công lớn với chấp pháp giả, Pháp Tôn sẽ không keo kiệt cho hắn chút mặt mũi. Đến lúc đó, Trần Gia có lẽ không chỉ là một trong cửu đại gia tộc nữa rồi, mà là đại gia tộc duy nhất thiên hạ, trừ chấp pháp giả ra thậm chí còn có thể là đại gia tộc lớn nhất thượng tam thiên, thậm chí là cả cửu trọng thiên. Dụng tâm của trần nghinh phong căn bản không phải bí mật gì, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. trên tường thành dạ trầm trầm oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, mắng trần nghinh phong, ngươi ngươi vô xỉ, ngươi ngươi làm chúng ta mất hết mặt mũi, xỉ nhục uy danh hậu duệ cửu kiếp, ngươi là đồ súc sinh, da các thương khung mắng to. Trần Nghênh Phong, ngươi làm như vậy xứng đáng với uy danh Trần Thúc Thúc xưa kia sao? Trần Nghênh Phong, Trần gia ngươi mấy chục vạn vong hồn, thi cốt còn chưa lạnh, bọn họ đang gào khóc, đang gào khóc đó. Ngươi không nghe thấy vong hồn Trần gia ngươi đang khóc lóc trấn thiên sao? Ngươi trả lời được bọn họ sao? Không ngờ ngươi lại đầu hàng cừu nhân, quẫy đuôi xin lòng thương hại. Ta, ta khinh ngươi. Chương 1736, kẻ đầu hàng chết. Diệp Thu Diệp vẫn nộ giống to, Trần Nghênh Phong, ngươi tỉnh lại đi, cho dù ngươi có thể sống nhờ đối phương bố thí sau này ngươi còn có thể an giấc mà ngủ sao trên mặt trần nghênh phong thủy trung vẫn treo một nụ cười bộ dáng giống như không hề nghe thấy thanh âm chửi mắng như sóng chiều trên tường thành khuôn mặt xương sầu của hắn sáng sáng tối tối trong ánh lửa đang thiêu đốt thi thể chiến hữu mình pháp tôn đại nhân không biết ngài cảm thấy đề nghị của tại hạ thế nào trần nghênh phong bình tĩnh hỏi được hiếm khi nghênh phong lạc đường lại biết quay đầu ta thế nào lại không đồng ý pháp tôn lớn tiếng cười ta đáp ứng đề nghị của Ngân Phong, hiện giờ có Ngân Phong tương trợ, lại càng có thể nhanh chóng diệt trừ ma kiếp. Ta ở đây hứa hẹn, sau cuộc chiến, nhất định cho phép Trần Giao một lần nữa thành lập, cùng quân trung hưởng thiên hạ Thái Bình. Đa tạ Pháp tôn đại nhân, Trần Ngân Phong mừng rỡ. Giãn đường, nghênh đón Trần Ngân Phong cùng người của hắn vào. Từ nay về sau, mọi người chính là người một nhà rồi. Pháp tôn cười ha ha, thanh chấn chăm dặm. Trong đội ngũ của Trần Nghênh Phong, mặc dù có rất nhiều người lộ vẻ uất nghẹn, nhưng đại đa số đều là thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mẹ nó, cuối cùng cũng sống rồi, may mắn, may mắn. Trên tường thành, đám người dạ trầm trầm vẫn mắng to không ngừng. Trên tường thành, đám người dạ trầm trầm vẫn đang mắng to không dứt. Nhưng càng có nhiều đang thầm tính toán trong lòng, nếu ta cũng làm như vậy, sau khi đầu hàng, liệu có phải cũng, chấp pháp giả chi chít, xếp thành hàng hai bên, ở giữa lưu lại một đại lộ rộng ước chừng mấy trăm trượng. Pháp Tôn đã dùng tới nghi lễ tối cao nghênh đón Trần Nghênh Phong đầu hàng. Trong nháy mắt này, Trần Nghênh Phong cảm thấy mình đúng là có thể diện. Tuy rằng Trần gia truyền thừa vạn năm đã bị diệt trong tay Pháp Tôn, nhưng chỉ cần mình còn sống, Trần gia sau này vẫn có thể gây dựng lại. Nhất định có thể siêu việt Trần gia trước kia, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chuyện sau này ai có thể nói trước được chứ? Trước mắt quan trọng nhất chính là mình phải sống sót. Trần Nghênh Phong chắp tay tươi cười đáp lại hai bên thăm hỏi. Tiếp đó, thương lượng với chấp pháp giả, tất cả đội ngũ đầu hàng cứ 2.000 người một nhóm, tiến lên phía trước để pháp tôn kiểm duyệt. Trần Nganh Phong cũng không dị nghị gì cái này, nếu ngay cả chút đãi ngộ này cũng không có, vậy ngược lại mới đáng ngờ. Đội ngũ vốn lộn xộn, dựa theo yêu cầu của chấp pháp giả mà xếp thành đội. Trong đó, những người do dạ gia phái ra cũng từng phản kháng, nhưng sau khi bị giết mười mấy người đương trường, những người còn lại cũng yên tĩnh trở lại, tựa hồ đã nhận mệnh rồi. Sau khi trải qua tập kết, điều chỉnh, đã là buổi tối, mưa rốt cuộc cũng dần dần nhỏ đi nhìn nghi thức tiếp hàng ngoài thành lại còn tiếng hoan hô khắp nơi mọi người trên tường thành toàn thân đều lạnh lẽo trần nghênh phong làm như thế chẳng khác gì hung hăng đâm một đao vào ngực mọi người còn mang đi nhiều nhân thủ như vậy nghi thức tiếp hàng rốt cuộc bắt dầu đầu chấp pháp giả hai bên đứng trang nghiêm trần nghênh phong dẫn đầu xuất lĩnh đội ngũ đi tới nơi cuối đường tuy không nhìn thấy hắn vẫn có thể cảm nhận được nơi đó có một nhân vật mạnh mẽ quyền cao chức trọng đang đợi mình đó là Pháp Tôn. Trần Nghênh Phong lại một lần nữa thở vào một hơi. Pháp Tôn đích thân nhận hàng, có. Thể thấy được mức độ coi trọng mình ra sao. Đội ngũ đầu hàng từng nhóm từng nhóm tiến vào. Một nhóm hai ngàn người. Đi theo Trần Nganh Phong có mấy chục vạn người, cuối cùng cũng xếp thành hơn hai trăm nhóm. Có hy vọng sống sót, mọi người đều đi rất nhanh, tâm tình cũng vui vẻ lên. Rốt cuộc, toàn bộ nhân mã đều tiến vào trong khu vực mà chấp pháp giả an bài. Phía trước, pháp tôn cười ha ha, mang theo cao thủ cao tầng phe chấp pháp giả tiến lên nghênh đón. Trong lòng Trần Nghênh Phong cực kỳ hưng phấn, bước nhanh lên trước vài bước, chuẩn bị bắt tay cười nói với Pháp Tôn. Nhưng vừa đi tới phụ cân, liền nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Pháp Tôn nháy mắt đã đông cứng lại, tiếp đó lập tức biến thành một vẻ mặt lạnh như băng. Chỉ nghe Pháp Tôn hạ lệnh một câu, giết sạch những kẻ này cho bổn tọa. Trảm thảo trừ căn, một người không lưu. Mệnh lệnh bất ngờ này vừa vang lên, quả thực tựa như trời sập đất nứt nụ cười trên mặt Trần Nghênh Phong đột nhiên cứng đờ, trợn trừng mắt không dám tin tưởng, Pháp Tôn đại nhân. Ngươi, Pháp Tôn mặt như hàn băng, loại tiểu nhân đê tiện bội bạc như ngươi, đê tiện vô sỉ tới mức ngay cả huynh đệ cũng có thể bán đứng, đúng là bệnh trạng lớn nhất khi bị vực ngoại thiên ma ma hóa. Ma đầu làm hại nhân gian như ngươi, không ngờ còn vọng tưởng nói điều kiện với bổn tọa. Si tâm vọng tưởng mà thôi, giết. Ra lệnh một tiếng, chấp pháp giả đã sớm chuẩn bị tốt từ phía đồng loạt động thủ. Giết đột nhiên đao kiếm chấp động, tựa như sóng triều đại hải ập tới. Tiếp đó chính là vô số vòi máu tươi nồng đậm, dày đặc tới cực điểm, thi nhau phun lên. Toàn bộ bầu trời, mặt đất, nháy mắt đã bị nhuộm đỏ. Lấy hữu tâm tính kế vô ý, lại đang không hề phòng bị chút nào, từ đầu tới đuôi đều lọt vào trong vòng vây của đối phương. Hơn nữa nhân số song phương tranh lệch quá xa, chất lượng số lượng cao thủ đều bị vượt qua mấy chục lần, thậm chí còn nhiều hơn. Trần Nganh Phong hiện giờ thê thảm có thể nói là không thể thê thảm hơn chấp pháp giả cùng nhau động thủ, cơ bản đều là toàn lực. Cái gì mà nhân kiếm hợp nhất, nhân đao hợp nhất, mình có chiêu số nào lợi hại nhất thì xuất là chiêu số đó. Toàn lực đánh lén một đám địch nhân hoàn toàn không có phòng bị, không có năng lực kháng cự, sát thủ phủ đầu, chiến trường mấy chục dặm, hai mặt thụ địch, mới chỉ trong chốc lát thôi, đã có hơn 10 vạn người mơ mơ hồ hồ mất mạng. Khóe mắt Trần Nghênh Phong trợn trừng, giận dữ hét, "Pháp Tôn, ngươi dám gạt ta?" Trên mặt Pháp Tôn lộ ra nụ cười khinh thường tới cực điểm, thân hình chậm rãi lui về phía sau thậm chí ngay cả đích thân xuất thủ giết chết trần nghênh phong cũng khinh thường trần nghênh phong giống giận nhào tới pháp tôn đi đâu lão tử phải quyết một trận tử chiến với ngươi ngươi là là đồ lừa đảo khốn kiếp nhưng mấy vị trí tôn cửu phẩm chấp pháp giả bên người pháp tôn đã ngăn cản hắn lại chết đến nơi còn vọng tưởng giao thủ với pháp tôn đại nhân bằng vào loại người đê tiện vô sỉ hạ lưu bỉ ổi còn thấp kém hơn cả ma vật như ngươi cũng xứng tiếp đó là vung tay công tới trong phút chốc tiếng chém giết chấn thiên động địa có lẽ không nên nói là chém giết căn bản là tàn sát đơn phương biến cố bên này vừa mới phát sinh mọi người trên tường thành đã nghe được biến cố kinh người như vậy khiến mọi người trên tường thành nhất thời không biết nên phản ứng thế nào mọi người vừa mới rồi còn đang chửi mắng ầm ĩ trong bất chi bất giác đã cùng nhau cứng họng một điểm thanh âm cũng không phát ra được mắt thấy những người này đã lâm vào trùng vây bị tàn sát mà gần như không có năng lực phản kháng động tác duy nhất của đám người dạ trầm trầm cũng chỉ có đem hai mắt vô lực nhắm lại. Tuy cũng cảm thấy thống khoái, nhưng trong lòng há lại không cảm thấy bi thương. Mấy chục vạn người, bị người ta lừa dâng lên tận cửa, sau đó lại bị tàn sát không có năng lực phản kháng. Chết uất nghẹn cỡ nào? Trong trung đô thành, tất cả mọi người đều câm như hến. Một số người ôm chủ ý đầu hàng trong lòng lập tức giống, như bị một gáo nước lạnh xối lên đầu, toàn thân lạnh thấu tim, thì ra, đầu hàng cũng không được. Trời đất ơi, vậy phải làm sao bây giờ, đây không phải là chết chắc sao? trận chiến này, tới đột một dị thường, mà chấm dứt cũng nhanh dị thường. Hồi tàn sát đơn phương này trước sau chỉ diễn ra chừng nửa canh giờ, mấy chục vạn người đều đã biến thành thi thể, mà phe chấp pháp giả, không ngờ gần như không có thương tổn gì, thương vong cực kỳ nhỏ bé. Chiến tuyến quá dài, chấp pháp giả lại chuẩn bị quá đầy đủ, gần như mỗi người đều có mục tiêu riêng, nhắm chuẩn, sau đó mới hạ thủ. Mà đối phương lại hoàn toàn không phòng bị. Làm sao có thể đào thoát? trong tiếng kêu gào thảm thiết, Trần nghênh Phong toàn thân đẫm máu, miệng cuồng phun máu tươi bay lên không, tu vi hắn cũng coi như cường đại, đang nỗ lực đột phá vòng vây tử vong, hướng về phía trung đô thành mà bay tới. Dạ đại ca, cứu ta, cứu ta với. Trên tường thành, dạ trầm trầm mặt trầm như nước, đứng im như cương thi. Bên cạnh, ra các thương khung cùng Diệp Thu Diệp đều hung hăng nhổ một ngụm nước miếng, phẫn nỗ quay mặt đi chỗ khác. Cứu ngươi, ngươi làm ra chuyện như vậy, không ngờ còn mặt mũi cầu cứu chúng ta ngươi cũng là lão quái vạn năm rồi, lại có mặt mũi hô lên hai chữ cứu mạng, cửu kiếp chi tử, cửu đại thế gia chi tổ, có bao giờ từng hô cứu mạng, ngươi có biết một tiếng cứu mạng của ngươi, đã vứt tất cả thể diện của chúng ta xuống đất, cho người ta tùy diện dẫm đạp không? Mấy vị trí tôn chấp pháp giả phía sau vọt tới như bay, quyền cứng đao kiếm thì nhau giáng xuống, hét thảm một tiếng, Trần Nganh Phong bị một quyền đánh bay, sau đó thân thể hắn liền không tự chủ được mà cúi xuống. Một vị trí tôn cửu phẩm khác lóe lên quỷ dị, đã tới dưới người Trần Nghênh Phong, hung hăng đá một cước vào bụng hắn. Trần Nghênh Phong hự một tiếng thống khổ tới cực điểm, toàn bộ thân thể lại không tự chủ được bay ngước lên. Mà giờ khắc này, tên trên không đã sớm chờ sẵn, hung hăng vỗ song trưởng vào lưng hắn, tiếp đó lại một cước đạp vào lưng hắn. Vị trí tôn cửu phẩm phía dưới hất kiếm, đâm vào ngực Trần Nghênh Phong, một vị trí tôn cửu phẩm khác thì hai tay hai bên, vỗ thẳng vào hai bên huyệt thái dương của hắn. Rắc rắc, xương cốt Trần Nghênh Phong không biết gãy bao nhiêu cái, nhất là cả đầu nổ tung giống như dưa hấu, óc tương bắn tung tóe. Oanh một tiếng, không biết một trưởng tối hậu của người nào, vỗ vào đan điền của hắn, hoàn thành đánh nát thần hồn của hắn, hình thần câu diệt. Nhất đại thủy tổ trần ra, cứ như vậy biến thành mưa bụi huyết nhục bay đầy trời trước mắt bao người. Nơi hắn bỏ mình, cách tường thành trung đô cũng không xa. Cao thủ trên tường thành nhiều như mây, nhưng thủy trung không có ai cứu viện. Cứ như vậy trơ mắt nhìn bốn vị trí tôn cửu phẩm của chấp pháp giả đại khai sát giới, trước mặt mình, đánh cho Trần Nghênh Phong từ nhân hình đầy đủ biến thành thịt vụn đầy trời. Bốn vị trí tôn xoay người rời đi, trong phút chốc đã biến mất trước mặt mọi người. Đám người dạ trầm trầm ngây ra như phỗng, lúc này đã là đêm khuya. Bạn đang xem tại Chu Yên Phun. Vên thanh âm pháp tôn xa xa chuyển tới, ha ha. Hiện giờ Trần Gia cũng xong rồi. Kế tiếp là ai muốn đánh với chấp pháp giả ta? Chớ trách bổn tọa không nói rõ, chỉ cần ngươi dám xuất chiến, ta tuyệt không keo kiệt cho ngươi cơ hội chiến đấu công bằng nếu như không có ai dám ứng chiến. Lúc đó đại quân xuất động, trung đô thành cùng tan thành cho bụi. Diệp Thu Diệp hít một hơi thật sâu, hướng về phía dạ trầm trầm mà hành lễ thật sâu, đại ca bảo trọng. Tiểu đệ đi báo thù đây. Chương 1737, tàn sát tới cùng. Cơ nhục trên mặt dạ trầm trầm thoáng co giật, nói, Thu Diệp, ngươi đi trước một bước, đại ca sẽ ở ngay sau ngươi. Diệp Thu Diệp cười ha ha, xoay người xảy bước đi ra, quát, con cháu Diệp ra, theo ta xuất chiến binh mã bổn bộ hiện tại đến phiên chúng ta rồi là nam nhi là hảo hán hãy theo lão phu xuất trận tìm chết diệp thu diệp vừa dứt lời ầm một tiếng trong trung đô thành đám người giang hồ vốn đã tuyệt vọng trong lòng trong phút chốc đã rào rào đứng lên đồng thanh hô lớn đến phiên chúng ta rồi xuất trận tìm chết liều mạng với đám chấp pháp giả chết tiệt kia diệp thu diệp nói vô cùng thẳng thắn chính là xuất trận tìm chết chính là đi tìm chết nhưng chính bởi nói trắng ra như vậy vào lúc này, lại kích khởi lên khuyết khí trong lòng Nam Nhi Giang Hồ. Nếu đã khó tránh khỏi cái chết, vậy hãy chết một cách lẫy lừng đi. Thậm chí có không ít người vốn không thuộc trận doanh diệp thu diệp, vào giờ khắc này cũng tự giác gia nhập vào. Chết thì chết chứ. Ai sợ ai. Chấp pháp giả có hai mắt, chúng ta cũng có một cái đầu. Dưới háng chấp pháp giả có chim, trong đũng quần lão tử cũng có súng. Thịt con mẹ nó. Liều mạng. Một hồi ồn ào náo động, giống như đang phát tiết tất cả tuyệt vọng trong lòng mọi người vung đao vung kiếm trong tay, hò hét xông ra khỏi thành. Tuy đội hình hỗn loạn, nhưng tất cả mọi người đều khi thế nghiêm nghị, ngẩng đầu ướn ngực. Nếu như còn sinh cơ, lão tử sẽ không chịu chết, nhưng nếu như xác định chết chắc, lão tử nhất định phải chết sao cho giống nam nhân. Chiến đấu rằng có suốt một đêm đến sáng vẫn chưa dừng lại. Suốt một ngày một đêm, toàn bộ trung đô thành không ngừng rung lên bần bật giống như gặp phải động đất. Tất cả phòng ốc đều đang lắc lư khiêu vũ, nhẹ nhàng lắc lư rất có quy luật cũng không biết có tính là may mắn trong bất hạnh hay không, nhưng hiện tượng đổ sập là xuất hiện cực ít. Cơn mưa lớn trăm năm khó gặp một lần kia hiện tại tuy đã nhỏ đi một chút, nhưng vẫn còn đang rơi, phẳng phất có thể giới vĩnh viễn. Mà ngoài thành, liệt hỏa hừng hực cũng không hề có dấu hiệu dừng lại. Không cần hoài nghi, thiêu được thứ nhất đương nhiên bị đưa đi rất xa, nhưng chỉ cần còn người chết, liệt hỏa thiêu đốt vẫn sẽ tiếp tục cháy. Liệt hỏa hừng hực đang không ngừng cháy suốt ngày đêm. Một mùi hương thịt nướng đặc biệt đương nhiên bay ra tứ phía tràn ngập khắp mọi nơi trong trung đô thành nơi nào cũng có thể nhìn thấy người đang nôn mửa bên này mới nôn xong nhưng chỉ cần vừa ngửi thấy mùi lạ lại sẽ tiếp tục nôn mửa cho dù là người ngu ngốc hay là người tin tức không linh thông cũng có thể nhận ra thứ mùi này chính là đốt cháy vô số thi thể mà ra trong không gian vừa mưa lớn vừa tràn ngập khói đặc như vậy thiêu đốt một ngày một đêm rốt cuộc đã đốt bao nhiêu thi thể chứ chuyện được lấy tại chu yên phun vn có lẽ không bao lâu sau có lẽ ngay trong hôm nay, mình cũng sẽ biến thành một cái xác trong đống lửa đó. Chỉ cần suy nghĩ một chút, cả người lại run rẩy, trong lòng không rét mà run. Những người theo Diệp Thu Diệp xuất chiến sau một đêm kịch chiến, hiện tại đã ném vào liệt hỏa. Kết thúc được chiến đấu thứ ba này, theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc mà kết thúc. Trong ánh mắt bi thương của dạ trầm trầm, Diệp Thu Diệp cũng tiếp bước tiêu thần vũ, hóa thành tuyệt hưởng nhân gian giữa trận địa chấp pháp giả. Nhưng được chấp pháp giả cùng tác chiến với hắn, Cuối cùng có thể sống sót cũng không đủ ba vạn người. Sự ương ngạnh của Diệp Thu Diệp và Thủ Hạ khiến cho tất cả chấp pháp giả đều mở rộng tầm mắt. Rõ ràng thực lực tranh lệch như vậy, rõ ràng là địch mạnh ta yếu, nhưng dũng khí, nghị lực, ý chí chiến đấu của bọn hắn lại khiến người ta nhìn mà bái phục. Thực lực ta không bằng ngươi, vậy ta ôm ngươi cùng chết. Nếu không thể toàn thắng, vậy ta chỉ cầu tàn địch, không sợ cường địch. Thậm chí bọn hắn đã hoàn toàn giao độ gờ được cán cân chiến thắng nếu không phải song phương thực lực tranh lệch quá lớn, thắng bại cuối cùng thật đúng là khó mà nói trước được. Nhìn thấy không tới ba vạn võ sĩ mang theo thương thế trông chất rời khỏi chiến trường, người phe chấp pháp giả lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Trong lòng, một hơi lạnh lặng lẽ dâng lên. Bỏ mình 47 vạn người, cũng chỉ còn lại ba vạn người sống sót. Hơn nữa trong ba vạn người này, tuyệt đại đa số đều bị phế đi rồi. Cả đời nơi này khó có khả năng khôi phục lại trình độ thời kỳ đỉnh phong. Rõ ràng là song phương mạnh yếu rõ ràng, cuối cùng lại có kết quả thảm liệt như thế ánh mắt mọi người đều nhìn về phía pháp tôn giờ phút này sắc mặt pháp tôn vẫn âm u như cũ không có nửa điểm biểu tình chỉ phất phất tay trực tiếp hạ lệnh lập tức thu thập chiến trường chờ đợi trận chiến tiếp theo ma đầu chưa diệt chiến đấu không dừng pháp tôn đại nhân có một vị trí tôn cao giai cầu xin nói để cho các huynh đệ nghỉ ngơi một chút đi mọi người đều là thân thể huyết nhục lại trải qua chém giết kịch liệt như vậy còn dầm mưa ở chỗ này hai ngày một đêm rồi Pháp Tôn thản nhiên nói, ai mà không là thân thể huyết nhục, có ai mà không phải chiến đấu suốt đêm, có ai mà không phải dầm mưa dãi nắng, chẳng lẽ chỉ có người của chúng ta sao? Các ngươi dựa vào cái gì mà được thoải mái như vậy? Nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết, quyết chiến không dừng, tàn sát đến cùng. Pháp Tôn lạnh lùng hạ lệnh, kẻ nào tiếp tục dị nghị, giết không tha. Tất cả câm như hến, tất cả mọi người đều không dám thêm gì nữa. Pháp Tôn hiện tại đã tâm lạnh như sắt thép, bất luận kẻ nào cũng không thể dựa vào nhân tình mà thoát được. Nhìn sắc mặt lạnh lẽo mà vô tình của Pháp Tôn, mọi người chỉ có tuân lệnh hành sự. Ai cũng biết Pháp Tôn không phải đang nói đùa. Trước đó, khắp cửu trọng thiên đại lục, chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi đã có 2.000 vạn vong hồn chết thảm, đã sớm chứng minh một điểm này rồi. Pháp Tôn tuyệt đối nói được làm được, không nhân nhượng một chút nào. Phe chấp Pháp giả tuy đều là người ngựa mệt nhoài, nhưng dưới áp lực của đạo mệnh lệnh này, vẫn phái ra nhân thủ đi thu dọn chiến trường tiếp tục thiêu hủy thi thể pháp tôn lại một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía tường thành trong lòng nghi hoặc trùng trùng sở dương người thân là cửu kiếp kiếm chủ trước mắt đã thời điểm tối hậu của ma kiếp họa thế rồi vì sao đến giờ còn chưa hiện thân sở dương hiện tại rốt cuộc đang làm gì tuy sở dương còn chưa xuất hiện nhưng trong lòng pháp tôn vẫn có một loại trực giác cuối cùng có thể ngăn được sự điên cuồng của mình chỉ có sở dương có thể kết thúc mọi chuyện cũng chỉ có sở dương nhưng Pháp Tôn cũng mang theo chiến ý hừng hực, chính như lời hắn từng nói, trận chiến với cửu kiếp kiếm chủ, tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Sở Dương, nếu ngươi thất bại, không khác gì điếm ô cái danh hiệu cửu kiếp kiếm chủ vĩ đại này. Ta tuyệt sẽ không cho phép ngươi sống sót, bởi vì, chỉ cần một thất bại, ngươi sẽ không xứng có được ngôi vị ngang hàng với lão đại của ta, không có tư cách trở thành truyền kỳ, trên tường thành. Vốn có thể nói là đầu người chi chít, nhưng hiện tại đã thưa thớt hơn rất nhiều giờ phút này cũng chỉ có dạ trầm trầm ra các thương khung thạch bào hao ba người còn đứng ở nơi này mà biểu tình ba người này đều giống nhau vô cùng phức tạp trong đó còn ẩn chứa kiêu ngạo bi thống phẫn hận còn có quyết tuyệt thạch bào hao đột nhiên thở dài một tiếng lấy từ trong người ra một chiếc bình ngọc chậm rãi mở ra cười ha hả nói mấy ngày trước cửu kiếp kiếm chủ nhờ đệ ngũ khinh nhu tặng cho ta một viên cửu trọng đan trong lòng lão phu băn khoăn trùng trùng Song phương mặc dù bởi vì nhiều lý do mà tạm thời kết thành đồng minh, nhưng thế đối lập giữa cửu đại gia tộc và cửu kiếp vẫn không hề thay đổi, nào có thể nhận nhân tình của địch nhân. Từ nay về sau ân oán khó phân, làm việc thế nào? Cho nên một mực vẫn không dùng. Bất quá hôm nay đã là cuộc chiến báo thù, lão phu cũng không thể ý nhiều như vậy nữa. Nợ. Thì nợ đi, dù sao kiếp này chắc cũng không còn cơ hội trả lại nữa đâu. Cuối cùng lập trường cũng giống nhau, đều có chung địch nhân, hy vọng viên cửu trọng đan này có thể giúp lão phu giết thêm mấy tên địch nhân, để áy náy trong lòng vơi bớt một chút. Ha ha, lừa người lừa mình thì ra là như vậy. Nói xong liền mở nắp, trong nháy mắt một thứ mùi thơm kỳ lạ bay ra, đã nuốt viên cửu trọng đan này xuống rồi. Dạ trầm trầm miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói, cái gì mà lừa mình dối ngươi chứ? Tin tưởng cửu kiếp kiếm cũng sẽ không để ý tới chút nhân tình của ngươi đâu. Ngươi cứ yên ngàn cái tâm đi. Lại nói, ta và ngươi sắp biến thành người chết rồi người chết có phải trả nợ bao giờ? Ha ha ha. Thạch Bào Hao ngửa mặt lên trời cười lớn. Gia Cát Thương khung cười hắc hắc, nói, đại ca, kế tiếp, dường như đến phiên tiểu đệ báo thù rồi. Dạ trầm trầm ngửa mặt lên trời thở dài, nói, cử đại gia tộc, hiển hách vạn năm, thì ra kỳ hạn vạn năm, quả là có định số. Giờ phút này, quả nhiên tới lúc nên bị diệt rồi. Chỉ có một điểm duy nhất không thể nghĩ tới, cũng tuyệt không tưởng tượng được cửu đại gia tộc lần này không phải bị hủy trong tay cửu kiếp, mà là bị hủy trong tay Pháp Tôn. Không đúng, Pháp Tôn năm đó cũng là một trong cửu kiếp, cửu kiếp trí năng, thì ra cửu đại gia tộc không thể nào thoát khỏi tầng luân hồi này. Ha ha, giờ khắc này, nói cái gì cũng có vẻ dư thừa, chẳng có chút ý nghĩa gì cả. Gia Cát Thương không mỉm cười nói, các huynh đệ lần lượt đi rồi. Hiện tại trừ ba người chúng ta ra, chỉ còn lại lăng mộ dương đang ở chỗ cửu kiếp kiếm chủ. Vạn năm trước huynh đệ chín người, tỷ muội bảy người, hiện tại tỷ muội không còn, huynh đệ cũng chỉ còn lại bốn. Không biết bây giờ Mộ Dương có chịu coi chúng ta là huynh đệ hay không? Có huynh đệ như chúng ta, thật sự không phải chuyện vẻ vang gì. Thạch Bào Hao muốn cười, lại cảm thấy sống mũi cay cay, cười không nổi, nói, Mộ Dương ghét ác như thù, kỳ thực tâm địa lại rất mềm yếu, làm sao lại không coi chúng ta là huynh đệ, lại là huynh đệ sắp chết. Mà sớm muộn gì cũng phải chết, chết sớm hay muộn vài ngày có coi là chuyện gì, ngàn vạn lần đừng có kéo dài tới lúc mộ dương thật sự không thèm quan tâm tới đám huynh đệ chúng ta nữa nếu như vậy mới thật là xong rồi ba người cùng cười lớn chỉ tiếc trần nghênh phong hỗn trướng kia trong mắt dạ trầm trầm lộ ra một tia hận ý tên hỗn trướng này chết thì đằng nào cũng chết không ngờ bôi cho vào mặt các huynh đệ thật sự là khiến lão phu hận trí cực nhưng trừ tên hỗn trướng đó ra đại bộ phận chúng ta vẫn không thẹn với uy danh tiên phụ hai mắt ra các thương khung tuy bi thống tới đỏ bừng nhưng trên mặt lại tỏa ra một vầng quang huy trầm tĩnh. Vậy cũng đủ rồi. Dạ Trầm Trầm cùng Thạch Bảo Hao đều gật đầu đồng tình. Chương 1738, Thiên nhân hợp nhất, Bạch Hồng quán nhật. Hôm nay, mấy huynh đệ chúng ta cùng nhau lên đường thôi. Dạ Trầm Trầm đột nhiên cười thê thảm, trước khi chết, Thần Vũ nói không còn mặt mũi nào lên thiên khuyết gặp phụ thân, ta và ngươi há có thể tốt đẹp hơn Thần Vũ. Bây giờ mấy huynh đệ cùng xuống hoàng tiền, cùng nhau lên đường, đó mới khoái sự chân chính. Gia Cát Thương Khung đột nhiên cúi đầu xuống, thần sắc ảm đạm, lẩm bẩm, cùng đi cửu tuyền cũng tốt, năm đó chuyện một nhà quân thúc thúc, đến nay vẫn còn như mồn một trước mắt. Cho dù chúng ta thật sự có thể chân chính lên cửu trọng thiên khuyết, có thể gặp được phụ thân, chúng ta phải nói với bọn họ thế nào? Sau khi nói ra, bọn phụ thân còn mặt mũi nào đi gặp quân bá bá? Nếu như chúng ta đã hổ thẹn, vậy dứt khoát chấm dứt luôn từ chúng ta đi, đừng để bọn họ vì chúng ta mà cảm thấy xấu hổ dạ trầm trầm, thạch bào hao, ra các thương khung ba người đều thở dài, không ngờ cùng mở miệng bùi ngùi nói, thật hâm mộ lăng mộ dương và lệ xuân ba. Ba người cùng cười khổ, không nói gì, nhất thời im lặng. Chuyện năm đó, cũng chỉ có lăng mộ dương và lệ xuân ba hai người là không tham dự, những người còn lại, hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp đều tham gia. Hiện giờ mới thật sự hối không kịp, chẳng biết làm sao. Vì sao phụ thân chúng ta có thể sinh tử không thay đổi, mà chúng ta lại thành như vậy? Dạ trầm trầm cười khổ một tiếng, khoanh tay nặng nề nói, trước khi chết thần Vũ từng nói, hôm nay ngửa mặt than huynh đệ, chỉ hận nhân sinh không quay về. Nhưng phụ thân chúng ta, có người nào yêu cầu quay về, cho dù đến chết, cũng không bao giờ thở dài như vậy. Gia Cát Thương khung cười khổ, đại ca, cái này vốn bất đồng. Giữa hai thế hệ hoàn toàn không có góc độ, không gian nào có thể so sánh. Phụ thân chúng ta sinh tử không thay đổi, đó là bởi vì bọn họ đã cùng nhau trải qua quá nhiều chuyện, cùng nhau vượt qua bao nhiêu hoạn nạn cái gọi là tình nghĩa đều được bồi dưỡng từng điểm từng điểm từ trong khốn cảnh chúng ta nhân sinh chúng ta thật sự quá mức thuận lợi chúng ta căn bản không biết cái gì gọi là gian nan cái gì gọi là khốn cảnh cái gì gọi là tình nghĩa chân chính nhân sinh chúng ta quá thuận lợi dạ trầm trầm cùng thạch bào hao nghe vậy toàn thân đều chấn động những chuyện chúng ta cùng nhau trải qua thật sự quá ít hơn nữa mục tiêu đều khác nhau trong lòng luôn luôn có tính toán của riêng mình cho nên cho dù có tình cảm do phụ thân chúng ta để lại cũng không thể hồn nhiên một lòng như cũ. bất quá chúng ta coi như có một chút tình cảm chân chính, cho nên chúng ta cuối cùng còn có thể tỉnh ngộ. như vậy là rất tốt rồi, tuy rằng tỉnh ngộ đã hơi muộn. gia cát thương khung nói ngộ ra chính là ngộ ra rồi. một khi ngộ ra, tuy chúng ta không thể anh liệt như phụ thân chúng ta, nhưng so với những kẻ đần độn cả đời cũng tốt hơn nhiều lắm. thạch bào hao cười lớn, không sai, có những người cả đời đến chết cũng không biết cái gì gọi là tình nghĩa, trong mắt chỉ có lợi ích thậm chí có người kể chuyện trọng tình trọng nghĩa những người này còn có thể dứt khoát phản bác thế gian nào có tình nghĩa huynh đệ thật sự người như thế so với chúng ta càng thêm đáng thương càng thêm đáng cười không biết không có lỗi nhưng ăn nói lung tung bôi xấu cái tốt lại là thiên hạ đệ nhất đáng giận dạ trầm trầm không nhịn được cũng cười khẽ bất quá những người đó đáng giận cũng không khác gì chúng ta một phần bởi vì chưa từng trải nghiệm mà một phần cũng bởi vì không có cơ hội không có năng lực này, so sánh ra, chúng ta càng đáng giận hơn bọn hắn, bởi vì chúng ta còn có phụ thân chúng ta chuyển lại tình cảm. Xem tại Chu Yên Phun, VNBA người đều cười cay đắng, đối diện sinh tử, ba huynh đệ chuyện trò vui vẻ, không ngờ có dáng vẻ hồn nhiên vong ngã, hoàn toàn không có cảm giác thê lương sắp bước lên hoàng tuyển lộ. Ngoài thành, đại quân của Pháp Tôn trải qua ba trường đại chiến liên tiếp đã hao tổn rất nhiều, ít nhất cũng phải mất đi một phần ba quân số, lần lượt tử chiến, song phương trên cơ bản đều lấy mạng đổi mạng, liên quân cửu đại gia tộc cố nhiên toàn quân bị diệt, nhưng phe chấp pháp giả tổn thất cũng cực kỳ thảm liệt. Thật sự không thể nói tới một chữ thắng, cho dù là nói liên tục chiếm thượng phương cũng rất miễn cưỡng rồi. Cơn mưa lớn trăm năm khó gặp một lần tuy đã nhỏ bớt, nhưng vẫn còn đang rơi xuống không ngừng. Chiến trường lại được chấp pháp giả dọn sạch sẽ một lần nữa. Trừ một mùi máu tanh nồng đậm tới cực điểm ra, tựa như nơi này chưa từng phát sinh chiến đấu vậy lại có vô số dầu hỏa được tưới lên đống thi thể ngọn lửa lại một lần nữa vọt lên cao máy trục trượng trong màn mưa sóng nhiệt hừng hực cuốn theo khói đen bay đầu trời lại một lần bị mưa xua tan nhuộm đen tất cả mặt đất phạm vi ngàn dặm ngoài thành đại quân chấp pháp giả cảm xúc có chút trầm lắng cờ xí lúc trước từng bay ngập trời giờ phút này bị mưa thấm ướt giống như những con cá chết dài ngoẵng mầm oạt rủ trên cột cờ không có chút khí thế nào thành viên chấp pháp giả chính nam đã bắt đầu chuẩn bị quyết chiến hiển nhiên mọi người đều biết, xuất chiến trận tiếp theo, tất nhiên là Gia Cát gia tộc. Thạch Bào Hao cười ha ha, Gia Cát, Thạch Gia cũng chỉ còn lại một mình lão huynh đệ ta thôi. Trận chiến này để ta chơi cùng các ngươi đi. Gia Cát thương khung cười lớn, hay lắm, hai huynh đệ chúng ta, cùng nhau lên đường, đi hoàng tuyền. Dạ trầm trầm thản nhiên nói, huynh đệ dắt tay cùng đi, há lại không có lễ biệt hoành tráng. Ta liền dùng một nửa chiến lực đồng thị gia tộc, tiễn các ngươi lên đường. Được hai người chúng ta nhận phần lễ vật này của dạ đại ca. Gia Cát Thương Khung và Thạch Bảo Hao cùng nhau cười lớn, nói, hai người chúng ta nhất định phải cho Pháp Tôn chấn động, cho hắn biết rằng tất cả mọi chuyện đều không phải nằm trong lòng bàn tay hắn. Cũng vào lúc này, Pháp Tôn đối diện thật đúng là không hề yên lặng, dương mắt nhìn ra. Tiêu ra không còn, Trần ra không còn, Diệp ra cũng không còn. Lan ra sớm đã biến mất, Lăng ra chỉ còn một đống cho tàn. Thạch ra đã thành tử vực hiện tại cũng chỉ còn lại dạ gia và gia cát gia tộc thôi còn có lăng gia lăng mộ dương thạch gia thạch bào hao trong mắt pháp tôn có nụ cười thản nhiên nói bên kia chuẩn bị xong chưa khởi bẩm pháp tôn đã sớm chuẩn bị xong xuôi chỉ cần chờ pháp tôn đại nhân hạ lệnh pháp tôn nhẹ giọng nói nếu chuẩn bị xong vậy bắt đầu đi vâng pháp tôn lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía tường thành giống như muốn nói gì đó đột nhiên thần sắc khẽ chấn động ngẩng phát đầu nhìn về trời cao giống như vừa nhìn thấy chuyện cực kỳ khó tin không chỉ pháp tôn mà tất cả mọi người vào giờ khắc này gần như đều thực hiện động tác như vậy cơn mưa rơi đang rơi không ngừng trên bầu trời vào giờ khắc này lại đột nhiên đình chỉ tiếp đó cuồng phong mãnh liệt cũng vù vù bốc lên ở trên không trung vô tận tựa hồ có một loại uy nghiêm vô tận đang mạnh mẽ áp xuống phong vân bát diện đang cấp tốc hội tụ về phía này tầng mây trên bầu trời càng lúc càng dày đặc Cuồng phong gào thét cũng càng ngày càng kịch liệt. Sau đó, ở một nơi trong trung đô thành, đột nhiên có từng đạo từng đạo bạch quang mạnh mẽ phóng thẳng lên trời. Tầng mây cực dày trên bầu trời cứ như vậy đột ngột tản ra. Mỗi một đạo bạch quang đều bị tầng mây dày đặc bao vây. Sau khi hoàn toàn bao vây những đạo bạch quang kia, tầng mây kia bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Cỗ khí thế tựa như có thể hủy thiên diệt địa kia càng lúc càng trở nên rõ ràng. Mọi người đếm, trước sau tổng cộng 14 đạo bạch quang phóng lên cao đại năng như vậy, lại có tới 14 đạo. Tầng mây trên không trung dần dần tạo thành 14 vòng xoáy khổng lồ, chậm rãi chuyển động. Bên trong điện quang chấp động, giống như vô số con ngân xà rực rỡ, không ngừng tung hoành trên không trung, như ẩn như hiện. Pháp tôn đứng phát dậy, nhìn bầu trời, trên mặt thoáng lóe lên một tia chấn kinh rồi biến mất. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, trong 14 đạo bạch quang kia, có ít nhất mấy đạo khí tức là mình quen thuộc. Ngay sau đó, khóe miệng lại lộ ra một ý cười ẩn chứa đầy ý tứ có thể một lần nữa để thăng tu vi vào thời khắc tối hậu, hơn nữa còn tăng tới cảnh giới như vậy, cửu kiếp kiếm chủ, người coi như có thủ đoạn. Cửu kiếp truyền thuyết quả nhiên không phải hư, thật sự không tệ. Hắn xoay người, nói, kế hoạch bên kia, lập tức khởi động. Nhanh chóng hoàn thành chiến dịch này, vâng. Pháp tôn nhìn một đám lốc xoáy cường đại, uy nghiêm mà quỷ dị trên bầu trời, ánh mắt thâm thúy. Sau một hồi lâu mới nhàn nhạt, nhạt nói, cửu kiếp kiếm, chiến với ta một trận đi. Ta quá mong chờ trận chiến này rồi trong khách sạn. Phu thê phong Vũ Nhu, Nguyệt Linh Tuyết, còn có Lăng Mộ Dương, thần sắc đều vô cùng nghiêm nghị. Ba người đều cầm trường kiếm trong tay, đề phòng vạn phần. Trong hai ngày hai đêm qua, đã có mấy nhóm nhân mã muốn sống vào khách điếm này. Trong đó có một nhóm là gián điệp của chấp pháp giả muốn vào thám thính tin tức, nhưng càng có phần nhiều là bởi vì tò mò mà tới xem. Không thể không nói, kẻ thiếu não trên đời này vẫn tương đối nhiều. Biết rõ người này mình không thể chọc vào, nhưng vẫn cố cắm đầu sông lên, cũng chỉ để thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình mà thôi dù sao bọn sở dương đột phá động tĩnh thật sự quá lớn tuy tình huống cụ thể không ai nhìn thấy nhưng cỗ khí tức cường đại tới cực điểm trong phạm vi mấy chục dặm đều có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng chấp pháp giả hiện giờ đã không còn ai tới dinh mò rồi nguyệt linh tuyết có chút mệt mỏi hắn biết rất rõ đám người sở dương đột phá lần này quan trọng cỡ nào quả thực là một bước không dám rời một lát thả lỏng cũng không dám nếu quả thật để người ta xông vào, ảnh hưởng tới 14 người tu luyện. Nguyệt Linh Tuyết thật sự không dám tưởng tượng nó sẽ có hậu quả gì. Chỉ nghĩ một chút thôi cũng đã đổ mồ hôi lạnh ra rồi. Thần sắc lăng mộ dương lại xen lẫn một vẻ bi thương. Hắn cũng không động mảy may. Tuy biết các huynh đệ của mình đang chiến đấu sinh tử ngoài kia, nhưng hắn cũng biết rõ ràng, lần đột phá đang diễn ra trong căn phong này, mới liên quan tới tương lai cửu trọng thiên đại lục. Mình đi, cũng chỉ có chết trận, có lẽ thống khoái một hồi, nhưng lại vô ích đối với đại cục. Nhưng chỉ cần có thể đợi bọn sở dương, xuất quan, lại đạt được cơ hội ngăn trở pháp tôn điên cuồng. Đây dã là hy vọng cuối cùng, ký thác cuối cùng, trong lúc mọi người đang lo lắng chờ đợi, chợt nhìn thấy từng đạo từng đạo bạch quang bất ngờ từ trong phòng phóng vọt ra. Hướng lên thiên không, thành. Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu nhảy dựng lên. Thành. Thanh âm lăng mộ dương cũng có chút run rẩy, cảm thấy răng hai hàm trên dưới đều đang đánh nhau, thanh âm cũng thay đổi rất nhiều. Ba người này, đều là lão quái vật vạn năm cả, xưa này đều nổi danh ổn trọng, nhưng giờ phút này, dường như tất cả ổn trọng của bọn họ đều biến mất, chỉ còn lại kích động và chấn kinh. Đây chắc chắn chính là cảnh giới thiên nhân hợp nhất, Bạch Hồng Quán Nhật, Thương Khung Lôi Minh, Đại Địa Đằng Long trong truyền thuyết rồi. Chương 1739, nhất định phải chết, tiếc gì một trận chiến. Nguyệt Linh Tuyết vô cùng hưng phấn nói, đây đã là cảnh giới trung cực, vượt ra khỏi cực hạn võ học của Cửu Trọng Thiên. Không thể tưởng được Nguyệt Linh Tuyết ta, khi còn sống lại có cơ duyên gặp được thiên địa dị tượng cỡ này cả người lăng mộ dương đều ngây dại chuyện này hắn luôn cho là chuyện trong truyền thuyết mà thôi bởi vì từ xưa đến nay đại lục cửu trọng thiên vốn không có người từng đạt tới cảnh giới này nói một cách khác đó cũng là cảnh giới mà người ở đại lục cửu trọng thiên không thể đạt tới mặc dù là các đời cửu kiếp kiếm chủ đã trở thành truyền thuyết cũng không có ai đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết này theo truyền thuyết từ xưa ở thời kỳ mà long phượng còn hoành hành tàn sát bừa bãi khắp nơi, thì đã có người từng có được tu vi cỡ này, nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết, cũng không thấy nhắc tới trong điển tịch, về phần gặp mặt, lại tuyệt đối chưa từng có. Cho nên cũng không có ai có thể chân tránh chứng minh sự tồn tại của cảnh giới này. Trên thực tế, Lăng Mộ Dương cũng không hề tin tưởng có loại cảnh giới này tồn tại, nhưng mà hiện tại, truyền thuyết này lại thật sự phát sinh ở trước mặt mình. Hơn nữa, một lần lại có 14 người cùng xuất hiện. Kết quả này, sự thật này, Lăng Mộ Dương vốn không thể tin tưởng được chỉ sợ tiếp theo sẽ là thương khung lôi minh rồi. Ánh mắt Nguyệt Linh Tuyết trịnh trọng, nói, chúng ta tiếp tục thủ vững một chút nữa, đợi đến khi lôi quang bắt đầu khởi động, sẽ lập tức rời khỏi nơi này, nếu không, chỉ sợ sẽ dư âm của sấm sét đánh thành bột mịn ngay. Nghe nói bọn họ thừa nhận thử thách lôi quang rèn luyện thân thể, chỉ cần có thể vượt qua được, nếu như ở trong khoảng thời gian cực ngắn mà vẫn không thể rời khỏi đại lục cửu trọng thiên, mà nói, sẽ có cường giả thượng giới tới bắt bọn hắn đi, cảnh giới bây giờ của bọn họ, đã vượt qua khả năng chịu đựng tối đa của cửu trọng thiên, hoặc có thể nói, bọn họ đã không còn là một phần tồn tại ở chỗ chúng ta. Hắn còn chưa nói xong, trên bầu trời đã chuyển đến tiếng sấm trầm thấp mà uy nghiêm. Oanh! u u Làm sao lại nhanh như vậy? Nguyệt Linh tuyết chấn động, quát, chúng ta đi nhanh lên. Mọi người trong khách điếm đồng thời vọt ra, ở dưới sự hướng dẫn của ba người bay ra bên ngoài, vừa mới đi ra ngoài chưa tới trăm trượng, một cái lốc xoáy trên bầu trời đột nhiên phóng mạnh xuống đất, khu vực giữa lốc xoáy, là một đạo lôi điện màu xanh. Đột nhiên đánh xuống, oanh, trong tiếng nổ vang vô cùng mạnh mẽ, mặt đất chấn động mạnh, hai người phong nguyệt cùng với ba người lăng mộ dương, đồng thời bị một cỗ lực lượng đánh bay ra ngoài, đầu óc choáng váng một trận, lúc rơi xuống đất, đã cách xa chỗ cũ hơn nghìn trượng. Thế nhưng đám người hoàng hà, ngược lại lại không chật vật giống như ba vị cao thủ tuyệt đỉnh. Thiên phạt chi quang, gặp mạnh thì càng mạnh, ánh mắt của Nguyệt Linh Tuyết tỏ ra tôn kính vạn phần nhìn sấm sét từ trên bầu trời không ngừng đánh xuống kính sợ mà nói, lòng của trời xanh, quả nhiên thương hại người đời. Nếu sấm sét như thế này không hề phân biệt rõ, thì chỉ cần trong các ngươi xuất hiện một vị cường giả, thì toàn bộ mọi thứ trong vòng ngàn dặm sẽ cháy xém. Hiện giờ, người thường ở gần trong gang tấc cũng là chỉ nghe tiếng giống như trời đang sấm chớp, cũng không thật sự tổn hại đến thân thể. Lăng mộ, dương thở hổn hển, nói, đúng vậy, trí tôn chúng ta cũng có lôi kiếp ở các giai đoạn, nhưng mà sấm chớp đó lại có thể đồng loạt đánh chết tất cả mọi người ở bên cạnh cho nên một khi chúng ta tới thời điểm cần nghênh đón thiên lôi, nhất định phải tìm một nơi tương đối yên tĩnh, ta vốn tưởng rằng lúc này đây đám người sở dương đột phá, cũng sẽ hủy diệt toàn bộ trung đô, lại không ngờ rằng mọi thứ lại đều không hư hỏng, kết quả này đã vượt qua dự đoán của ta. Phong Vũ Nhu bùi ngùi nói, đây gọi là cảnh giới. Ở trong ánh mắt kính sợ, nhìn chăm chú của ba người, lốc xoáy ở trên bầu trời lần lượt tỏ rõ sức mạnh. Từng đám sấm sét gần như không có khoảng cách đánh thẳng vào khách điếm kia, hình như Kiếp Vân đang ở đỉnh đầu, Lúc sau, tia chớp đã biến thành mưa to, chỉ thấy vô số tia chớp ở trên không trung từ các hướng đánh về một chỗ, điểm rơi cũng đều tập trung ở cùng một chỗ, điều này cũng dẫn đến việc hình như tất cả tia chớp rơi xuống tới một mức nào đó, liền hoàn toàn dung hợp lại với nhau, tạo thành một đạo tia chớp không biết to lớn cỡ nào. Ở dưới thiên uy vô tận này, tất cả mọi người đều câm như hến, thậm chí ngay cả đại chiến ngoài thành cũng vì lần thiên địa dị biến này mà tạm thời dừng lại. Lôi quang vốn xuất hiện một chút rồi biến mất giờ phút này ở trên trời lại gần như biến thành một cái thân thể tồn tại liên tục to lớn không gì so sánh được hoàn toàn bao trùm khu vực mấy ngàn dặm sau đó dùng một loại tốc độ cố định và phương thức điên cuồng đến cực điểm chút thẳng xuống mắt thấy thiên địa chi uy đủ để hủy diệt tất cả này lao xuống sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên trầm trọng bên phía chấp pháp giả sắc mặt của mọi người đều là một mảnh sầu lo uy thế của vô tận lôi quang tất nhiên khủng khiếp nhưng uy hiếp thật sự lại tại lúc sau giống như khi lôi kiếp xuất hiện cũng có nghĩa đối phương còn có thật nhiều lực lượng giúp đỡ đã xuất hiện, còn đối với việc chợt xuất hiện nhiều cao thủ siêu cấp hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng như thế, tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Chỉ có Pháp Tôn, vẻ mặt mang theo ý cười, thản nhiên nhìn lôi quang trên bầu trời, giống như nhớ tới kỷ niệm nào đó, giống như có chút đắc ý, có chút mất mát. Suy nghĩ về những gì trong quá khứ, rồi nở một nụ cười thản nhiên, hắn chỉ còn lại một cảm giác ung dung, thân là mầm móng duy nhất của ngoại vực thiên ma ở cửu trọng thiên đối mặt với kẻ địch sống chết của bản thân sắp đến, lại chỉ còn lại cảm giác ung dung. Thậm chí còn có chút chờ mong, đám người dạ trầm trầm nhìn lên lôi quang đầy trời, trên khuôn mặt vốn lộ vẻ đau khổ đã thêm vài phần thoải mái, dù vẫn còn than thở dày đặc. Trong thành Trung Đô, đột nhiên ánh lửa bốc lên tận trời, một mảnh hỗn loạn xuất hiện từ trung tâm thành Trung Đô lan tràn ra phía nam. Đại ca, chỗ bốc cháy chính là đại bản doanh của dạ gia. Gia cát thương khung chấn động thân thể, thất thanh nói ra, âm thanh giống như hoài nghi giống như khẳng định này cũng làm bại lộ tinh thần bất định của gia cát thương khung nếu ngay cả căn cứ cuối cùng ở bên cạnh mình cũng rơi vào tay giặc thì cuộc chiến này đã thất bại hoàn toàn không có khả năng thay đổi được gì nữa đúng vậy là dạ gia giờ phút này dạ trầm trầm lại vô cùng trầm ổn hờ hững quay đầu lại nhìn nguồn gốc ánh lửa kia lắng nghe tiếng hỗn loạn nơi đó sắc mặt bình tĩnh có chút dọa người rõ ràng là cơ nghiệp gia tộc dạ gia bị lực lượng lớn đánh bất ngờ thân là dạ gia thủy tổ dạ trầm trầm lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Đại ca, vậy, chúng ta lập tức quay về cứu viện đi, nếu không tất cả đều. Gia dạ Cát Thương Khung có chút kinh sợ kêu lên. Không cần phải làm như vậy đâu. Dạ trầm trầm cười thảm, chỉ cần nhìn xem ánh lửa bốc lên, rồi nghe thấy tiếng hỗn loạn rộng khắp kia, suy nghĩ một chút về địa bàn của dạ gia lớn bao nhiêu, là có thể biết không còn kịp rồi. Ra dạ tay từ tất cả các phía như thế, trừ bỏ cao thủ của chấp pháp giả, dạ thì cũng không có bất cứ thế lực nào có thể làm được. người vẫn chưa rõ sao. từ khi mới bắt đầu thì pháp tôn cũng đã quyết tâm tiêu diệt sạch sẽ chín đại gia tộc rồi. nếu giờ phút này chúng ta quay về cứu viện, sẽ chỉ làm cho đại quân chấp pháp giả do pháp tôn lãnh đạo hành động trước. một khi không còn chúng ta ở đây, tất nhiên địch quân sẽ nhân cơ hội giết vào trong thành, đem chiến trường từ ngoài thành chuyển vào bên trong thành. nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, không chỉ là tất cả võ giả, chỉ sợ ngay cả mấy ngàn vạn dân chúng bình thường kia cũng sẽ gặp họa, mà dạ ra lại vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh bị tiêu diệt. Nếu chắc chắn sẽ phải chết đi dù làm bất cứ gì nữa, thì không bằng các ngươi quyết chiến ngay ở chỗ này, trừ bỏ có thể làm cho dân chúng vô tội trong trung đô có thêm một phần khả năng sống sót, thì cũng có thể làm cho chấp pháp giả trả một cái giá lớn hơn một chút. Giây phút cuối cùng, hãy để cho chúng ta chết rực rỡ một chút. Dạ trầm 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 giọng cười thảm. Ra cát thương khung cùng thạch bào hao đồng thời nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm. Trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng đau khổ. Hiện tại thực lực của Cửu Kiếp kiếm chủ đã tăng lên tới mức cao thâm mà đời ta không thể tưởng tượng ra được, bây giờ lại thấy bọn hắn tăng lên như vậy, thì bọn hắn đã có đủ năng lực để đối phó pháp tôn. Ta tin rằng, cho dù chín đại gia tộc không hề bị tiêu diệt, vẫn giống như trước kia, nhưng đối mặt với người như Cửu Kiếp kiếm chủ, thì cũng chỉ có thể giơ tay chịu trói. Ở phía trước lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối như vậy, bất cứ thế lực nào cũng chỉ như mây khói mà thôi. Dạ trầm trầm cười cười thê thảm, nhưng giờ phút này bọn họ đã mang đến hy vọng cho cửu trọng thiên hy vọng cuối cùng đám kẻ thù không đội trời chung của cửu kiếp kiếm chủ là chúng ta lại cũng không cần phải gặp lại hắn nữa hoặc là có thể nói thấy hắn cũng chỉ có thể làm cả hai phiền não mà thôi sau khi chúng ta chết đi thế giới này liền giao cho hắn ha hà mọi người đồng thời không nói gì đúng vậy trước có pháp tôn sau có cửu kiếp kiếm chủ vận mệnh của chính đại gia tộc đã sớm được xác định dạ trầm trầm xoay người, nhìn đệ ngũ khinh nhu, đệ ngũ gia chủ. Sau này nếu chính đại gia tộc còn có con cháu may mắn còn sống sót, xin hãy quan tâm giúp đỡ, cho dù chúng ta hồn đã xuống cửu tuyền, vẫn sẽ vô cùng biết ơn. Đệ ngũ khinh nhu chỉ có thể thở dài, mong vài vị thủy tổ yên tâm, sau trận chiến này, bất cứ kẻ nào còn sống, thì khinh nhu sẽ không quên lời nhờ vả của dạ lão, cố gắng giúp đỡ. Dạ trầm trầm chậm rãi xoay người, ngưng mắt nhìn đại quân chấp pháp giả sẵn sàng chiến đấu ở ngoài thành nhẹ giọng nói ra chúng ta cũng không cần chờ lôi quang kết thúc thương khung liều mạng chiến đấu một trận đi bất kể là cửu kiếp kiếm chủ hay là pháp tôn chắc chắn cuối cùng sẽ có một trong hai bên sẽ là người thắng nhưng mà người thắng này tuyệt không phải là chúng ta cho nên ta không muốn nhìn thấy người thắng cuối cùng là ai mặc dù chúng ta thất bại nhưng chúng ta cũng có tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của chúng ta ra các thương khung chỉ cảm thấy máu trong người bốc cháy lên một ít cảm giác hoảng sợ trước đó biến mất không còn sót lại chút gì ngửa mặt lên trời kêu to, chiến đi. Pháp tôn, cho chấp pháp giả phía nam của ngươi xuất chiến đi. Lão phu hướng bọn họ đòi nợ máu diệt tộc nào. Trên gương mặt vốn bình thản của pháp tôn toát ra một nụ cười tàn khốc, vất vất tay, thanh âm từ trong lôi quang truyền đến, vẫn tào nhã như cũ nói, sẽ như người mong muốn. Dầm một tiếng, chấp pháp giả phía nam tiến lên. Ra các thương khung cười ha ha, hướng về dạ trầm trầm cúi chào thật sâu, quay đầu xảy bước đi xuống tường thành, nhưng lại cũng không hề quay đầu lại. Thạch Bào Hao đi đến trước mặt Dạ Trầm Trầm, kho mình hành lễ, sau đó đứng thẳng thân hình, hăng hái đi xuống phía sau Gia Cát Thương Khung. Một đám chí tôn may mắn còn tồn tại của gia tộc Gia Cát, bên kia cũng hành lễ rồi đi xuống. Không có bất kỳ người nào nói chuyện nữa, một đám vươn thẳng người, xúc động đi xuống. Trên mặt Dạ Trầm Trầm mỉm cười, nhấc tay chào lại, sắc mặt vẫn lạnh nhạt, khách điếm. Sở Dương cùng những người xung quanh đều đã đem hết toàn lực để chống chọi thử thách của Lôi Quang Vô Tận, Chương 1740, chuyên quyền độc đoán. Loại lôi quang này, mỗi một đạo lại có thể mang theo hai loại thuộc tính hoàn toàn tương phản, mỗi người đều có thể cảm nhận được một loại cảm giác rõ ràng như vậy, đây là ông trời ban ân, nhưng kèm theo nó là thử thách, vượt qua được thử thách là có thể có được ban ân. Bởi vì trong lôi quang có sự hủy diệt, nhưng cũng mang theo vô số sinh cơ. Chỉ cần có thể sống qua khỏi một đạo lôi quang, thì các ngươi lập tức sẽ có sinh cơ mới dâng lên, có thể bổ sung hoàn toàn những hao tổn lúc trước của thân thể trong nháy mắt. Sau đó, một đạo lôi quang khác mới đánh xuống. Tất cả những người đã tới cảnh giới này, nếu đem hết toàn lực chống đỡ, thì sống sót dưới lôi quang cũng không là vấn đề gì lớn. Bởi vì biết như vậy, nên tất cả mọi người đều mừng rỡ không thôi. Được ông trời ban thưởng như vậy, có lẽ cả cuộc đời này chỉ có một lần này mà thôi. Tiếp nhận những gì lôi quang này ban cho, thì trên bản chất mà nói, chúng ta đã không hề ngang hàng với người của thế giới này rồi, cho nên, sinh cơ này chính là sự tán thành của cửu trọng thiên khuyết đối với chúng ta nhưng loại thừa nhận này chắc chỉ có lần này sau này nếu tăng lên nữa một khi đưa tới thiên kiếp lôi quang thì đó là việc liên quan đến sinh tử chắc chắn sẽ không dễ dàng giống như bây giờ tiếng của vũ tuyệt thành vang lên kinh nghiệm của vũ tuyệt thành có thể nói là người đứng đầu cửu trọng thiên cho dù là pháp tôn hay là chữ thiên nhai bố lưu tình cũng đều thua kém hắn ở phương diện này hắn đã cho ra kết luận như vậy thì sẽ nắm chắc một phần đây có lẽ đã là suy đoán tiếp cận sự thật nhất mọi người bỗng hiểu ra mỗi một lần lôi quang tất nhiên mang theo nguy cơ hủy diệt một lần nhưng cũng là một cơ hội tăng lên tiếng của vũ tuyệt thành bình tĩnh trong mang theo sự kích động không thể kiềm chế nổi cho nên mọi người nhất định phải cố gắng nắm chặt cơ hội lúc này đây đợi cho đến khi lôi quang chấm dứt thực lực của chúng ta tăng lên cùng với việc củng cố thực lực sau này hay là thực lực tăng lên nữa thì đó đã là chuyện sau khi chúng ta đến cửu trọng thiên khuyết rồi sở dương vừa dùng hết toàn lực chống đỡ lôi quang vừa nói ngoài ra mọi người còn phải chuẩn bị sẵn sàng ngay lúc này chiến đấu ở bên ngoài đã tới lúc cao trào, chỉ cần chúng ta chấm dứt tăng lên, thì chuyện tiếp theo của chúng ta rất có thể là lập tức đại chiến cùng Pháp Tôn. Lần này là trận chiến cuối cùng của chúng ta ở cửu trọng thiên. Vì quê hương của chúng ta, cố hết sức một lần, đúng. Mọi người cùng kêu lên đồng ý. Lúc này, tiếng của tạ đan quỳnh đột ngột vang lên. Sau khi tăng lên, tu vi của chúng ta sẽ tới mức nào? Vấn đề này làm tất cả mọi người đều cười khổ một lúc. Hiện tại chúng ta đâu ai biết được chính mình đang ở mức độ nào sau một hồi im lặng mạc thiên cơ mở miệng nói cái này chỉ sợ phải đợi đến khi tới cửu trọng thiên khuyết mới có thể biết được nhưng mà có thể khẳng định một điều là tu vi của chúng ta chắc chắn đã vượt qua cực hạn của trí tôn cửu phẩm điểm ấy không cần nghi ngờ không phá cực hạn này thì sẽ không đến được cửu trọng thiên khuyết mọi người nghe vậy cười to một trận bầu không khí lạnh lùng trước đó chợt giảm đi rất nhiều cửu phẩm trí tôn trước đó có thể nói là tu vi mà mọi người nhìn lên đều không thể nhìn thấy hư ảo mờ mịt giống như thần tiên ở trên trời nhưng mà hiện tại giờ phút này lại có thể vượt qua một cách nhẹ nhàng như vậy tất cả việc này đều chỉ là vì một người sở dương ngoài thành chiến đấu đã bắt đầu một lần nữa lần chiến tranh mới này vẫn không có ai chỉ huy như cũ pháp tôn nửa nằm ở trên ghế ánh mắt lạnh lùng quan sát hai quân chém giết ở phía dưới sắc mặt thản nhiên không có ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì trên người của hắn dần dần có ma khí chậm rãi hội tụ hình như từ đỉnh đầu bất cứ người nào trong đại quân chấp pháp giả đều bay ra loại ma khí này sau đó dần dần tụ lại ở trên đỉnh đầu pháp tôn cuối cùng nhập vào cơ thể hắn cứ tuần hoàn lặp lại như thế mỗi khi tuần hoàn xong một lần vẻ tươi cười trên khóe miệng pháp tôn hình như lại dày hơn một chút bên trong thành tiếng chém giết dần dần nhỏ đi trước đó dạ trầm trầm đã đem toàn bộ tinh nhuệ của dạ ra đưa tới chiến trường nhưng người còn lại ở dạ ra cũng không hề có cao thủ bất ngờ bị chấp pháp giả đánh phủ đầu toàn diện cũng không thể hình thành lực lượng phản kháng liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Dạ gia bị tiêu diệt, nhưng đối với chuyện này, Dạ gia thủy tổ Dạ Trầm Trầm chỉ thống khổ cao mày, nhưng lại không phải bất cứ kẻ nào quay về cứu viện. Đại chiến ngoài thành vô cùng nóng bỏng, hai vị trí tôn cửu phẩm là Gia Cát Thương khung cùng Thạch Bảo Hao, cùng với một vị trí tôn cửu phẩm sơ cấp của gia tộc Gia Cát, dẫn người xung phong liều chết, ba người này tạo thành ba mũi khoan sắc bén, có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi tạo thành biển thây mưa máu ở bên trong trận doanh của chấp pháp giả. Tuy rằng người dưới tay chỉ là một đám ô hợp, nhưng có ba người mạnh mẽ ra tay, trong lúc nhất thời lại có thể đem chấp pháp giả chén ép xuống thế hạ phong, tác dụng của võ giả cấp cao ở trong chiến đấu hiện rõ trên người ba người này. Trừ bỏ vũ lực mạnh mẽ, ba người lại mang tinh thần chắc chắn phải chết đi chiến đấu, chiến lực cường hãn ở dưới tâm lý không muốn sống thúc dục, mong có thể chết một cách quang vinh, sức chiến đấu hình thành từ suy nghĩ như thế, tự nhiên là cực kỳ sắc bén nếu chỉ có như vậy, thì vẫn có không ít chiến lực cao tầng bên chấp pháp giả còn không có tham chiến, nếu là quả thật cho bọn hắn ra tay, thì vẫn có thể giết chết ba người này, ít nhất cũng sẽ không tạo thành tình thế ác liệt như vậy. Nhưng, những người vừa định tham chiến lại bị Pháp Tôn ra lệnh ngăn lại. Bằng sự chuyên quyền độc đoán của Pháp Tôn, cường giả cao tầng chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người ra các thương khung, giết chết người của chính mình như thái rau, lại chỉ có thể dương mắt nhìn lo lắng, không thể làm gì được. Trên bầu trời, lôi quang vẫn liên tục như cũ, không hề thấy giảm đi chút nào trên chiến trường hai bên đang liên tục chiến đấu tiếp tục tại liều mạng tiếng hò hét gần như rung động toàn bộ bầu trời võ giả tham gia chiến đấu đang không ngừng ngã xuống ngã xuống từng đám một mỗi giây mỗi phút đều có vô số đao kiếm đồng thời chém lên một người nào đó sau đó thân hình người đó trong nháy mắt sẽ biến thành thịt nát bay đầy trời dưới sự tấn công ác liệt đó từ khi chiến đấu vừa mới bắt đầu hai bên đã bắt đầu liều mạng số người còn đứng đang dần dần giảm bớt người ngã xuống càng ngày càng nhiều rất nhiều máu tươi lại nhuộm hồng cả mặt đất thêm một lần nữa lập tức tạo thành con sông ở bên trong tiếng hét hò rung trời lặng yên chảy xuôi lan tràn ra xung quanh bên kia cũng là ánh lửa khói đen tận trời từng đám sát chết cao tận mây mặt đất đang rung động trời xanh đang rung động một lúc lâu sau bên trên bầu trời lôi quang gần như hoàn toàn không hề gián đoạn lúc trước cũng đã biến mất gần hết rồi trên chiến trường cũng đã hoàn toàn yên tĩnh. Đưa mắt nhìn lại, cũng chỉ có thể thấy một mảnh thi thể. Tên trong núi thay biển máu, cũng chỉ có ba người vẫn có thể gian nan đứng vững. Thậm chí, còn lào đảo một chút, thiếu chút nữa té ngã, lắc lư vài cái, mới có thể đứng vững. Gia cát thương khung, thạch bào hao, còn có trí tôn cửu phẩm của gia tộc Gia cát. Trăm vạn người đại chiến, cũng chỉ có ba người còn may mắn tồn tại. Những người khác, đều biến thành thi thể. Kết quả cuối cùng của trận chiến này, là liên quân gia tộc chiến thắng. Phong độ trí giả, vẻ mặt ổn trọng lúc trước của gia cát thương khung đã sớm không còn sót lại tí nào, thở hồng hộc, vết thương trồng chất toàn thân, trong miệng không ngừng có máu tươi tràn ra, đột nhiên cúi người cười ha ha, lại có thể cười vui vẻ như thế. Ha ha ha, báo thù, ta đã báo được thù rồi. Gia cát thương khung ngửa mặt lên trời cười to, giống to, hơn 10 vạn vong hồn của gia tộc gia cát, các ngươi thấy không? Tất cả bọn đao phủ hủy diệt gia tộc bọn ta, hiện giờ đều đã nằm ở nơi này. Đều đã nằm ở nơi này. Ta báo thù cho các ngươi rồi. Các ngươi có thể nhắm mắt rồi. Hắn cao giọng cười lớn, nước mắt lại điên cuồng trào ra. Nước mắt giàn ruộng, chảy ra theo tiếng cười rung trời, một cánh tay không biết vì sao lại bị chặt đứt, lắc lư qua lại trước người, nhưng ra các thương khung lại không hề cảm thấy. Thạch bào hao đứng ngang nhiên, cũng ngửa mặt lên trời cười to, nhìn xung quanh mình không còn kẻ địch, đột nhiên hét lớn, pháp tôn. Phái thêm người đi, huynh đệ chúng ta còn chưa chết đâu còn có thể chiến đấu phái thêm người đi lão phu còn chưa giết đủ pháp tôn lạnh lùng nói ngươi chưa giết đủ vậy ta sẽ tạo cơ hội cho ngươi hắn vung tay lên quát lại đi ra ba người người nào có tu vi trí tôn trở lên không được tham chiến bản thân ta muốn nhìn bọn họ còn có thể giết được bao nhiêu người trí tôn bát phẩm ở bên cạnh nhận lệnh gần như ngất đi tuy rằng đối phương đã bị thương nặng lung lay sắp đổ nhưng dù sao vẫn là cường giả trí tôn cử phẩm a Pháp Tôn lại chỉ phái 3.000 người ra trận, nhưng lại không cho cường giả trí Tôn đã ngoài ra tay. Đây không phải là đưa người cho bọn hắn giết chơi sao? Như thế nào? Pháp Tôn nhìn lướt qua. Chuyện này, có vẻ không ổn. Vị trí Tôn bát phẩm này ấp úng nói nhỏ, trả lời theo bản năng. Không ổn. Pháp Tôn cười lạnh, đột nhiên khẽ vươn tay, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, kéo trở về. Một cỗ kinh lực vô cùng mạnh mẽ đột ngột xuất hiện, nháy mắt liền giam cầm vị trí Tôn bát phẩm này một cái lốc xoáy vô hình hình thành trong nháy mắt pháp tôn cho mày ánh mắt mãnh liệt một cỗ ma khí dày đặc phóng ra bỗng vang lên một tiếng thân thể vị trí tôn bát phẩm kia bị hút lên lăn lộn một chút trên không trung rồi bay thẳng về phía lòng bàn tay pháp tôn càng bay tới gần thì thân thể hắn càng liên tiếp vang lên tiếng bục bục cả người của hắn nhanh chóng thu nhỏ lại ở trong tiếp bục bục này đúng vậy chính là thu nhỏ lại cả thân thể đều nhanh chóng thu nhỏ lại cuối cùng bục một tiếng va vào bàn tay của pháp tôn lúc này cả người lại chỉ chỉ to bằng một con thỏ. Lại là bụp một tiếng, tay phải pháp tôn bóp mạnh. Thân thể vị trí tôn bát phẩm liền biến thành bột mịn. Ngay lập tức ở trong tay pháp tôn, bàn tay hắn lại mở ra một lần nữa, liền có rất nhiều bột phấn từ trong tay của hắn rơi xuống, hóa thành bụi bậm bay đi. Một vị trí tôn bát phẩm có thực lực cực cao, lại nguyên vẹn không hề bị thương, ở trên tay pháp tôn, lại có thể biến thành một đoàn bột phấn một cách nhẹ nhàng như vậy. Cho dù là hắn vốn không hề phòng bị, nhưng xuất hiện tình huống như vậy, vẫn làm cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng khiếp sợ thực lực của pháp tôn đến tột cùng đã đạt tới mức độ nào nhưng sau sự khiếp sợ cũng là sự sợ hãi sự sợ hãi từ tận đáy lòng vị trí tôn bát phẩm kia có thể trở thành người truyền lệnh cho pháp tôn thì đã đủ để chứng minh người này đúng là tâm phúc của pháp tôn không nói đến việc hắn có sai lầm gì lớn chỉ nói đến việc tâm phúc cũng có thể tùy ý giết chết như vậy thì lúc này sự điên cuồng cùng lòng quyết tâm của pháp tôn đã không cần nghi ngờ